Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 136. Đối diện với vẻ ngạc nhiên của Lạc Lâm, Hình Tôn nhếch môi cười, dù chuyện đó là thật hay giả, sức chiến đấu của tên này thực sự lợi hại, cậu ta có thể dễ dàng giết chết một người ở cảnh giới tế đạo tầng 6. Anh phỏng đoán, thực lực thật sự của cậu ta ít nhất phải ở cảnh giới tế đạo tầng 7 sơ kỳ, hoặc có thể là đỉnh phong. Lạc Lâm hừ lạnh một tiếng, dù thế thì sao? Em từng tận mắt chứng kiến thực lực của anh Hình Tôn. Năm đó ở hang thần ma, nếu không có anh cứu em đã chết từ lâu rồi. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Lạc Lâm đỏ mặt. Cũng chính vì chuyện này, nên em mới thích anh Hình Tôn đấy. Hình Tôn suy nghĩ. Đột nhiên, anh ta đổi giọng, Lâm Nhi, anh cần em giúp anh. Á, anh Hình Tôn, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi à? Anh muốn người ta rồi à? Mặt Lạc Lâm càng đỏ hơn. Đỏ như một quả táo đỏ đã chín. Hình Tôn tu luyện một loại công pháp đặc biệt, không được phá thân. Không thì, cô ta đã trao mình cho anh ta từ lâu rồi. Nghe thấy Hình Tôn bảo cần mình giúp, Lạc Lâm không khỏi suy nghĩ lệch lạc. Hình Tôn ngẩn ra, sau đó lắc đầu, Lâm Nhi, công pháp của anh đã đến thời khắc mấu chốt. Bây giờ cho dù anh có gặp phải đối thủ ở cảnh giới tế đạo tầng 8, anh cũng dễ dàng giết chết được, nếu mà tiến bộ thêm một bước nữa, thì gặp phải đối thủ cảnh giới tế đạo tầng 9, anh cũng không sợ. Đến lúc đó, anh sẽ đến nhà họ Lạc cầu hôn, quang minh chính đại cưới y mồ anh Hình Tôn. Gương mặt Lạc Lâm đầy cảm động. Nhưng, Hình Tôn chuyển chủ đề, con người trở nên ngưng trọng, bây giờ anh cần máu hỗn độn. Anh có một kế hoạch, em đi dụ dỗ Diệp Bắc Minh. Hình Tôn hạ thấp giọng, nói ra kế hoạch của mình. Cái gì, anh bảo em đi dụ dỗ anh ta ư? Lạc Lâm cảm thấy không thể tin nổi, ấm ức, phẫn nộ, thất vọng, đủ loại cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh Hình Tôn, anh coi em là loại người gì vậy? Em là loại phụ nữ bán rẻ thân thể đó sao? Anh lại bảo em bán sắc, đi mê hoặc tên tiểu xúc sinh đó ư? Sâu trong mắt Hình Tôn lóe lên tia lạnh lẽo. Che giấu rất tốt. Anh ta mỉm cười, rồi tiến lên nắm tay Lạc Lâm. Lâm Nhi, anh bảo em đi dụ dỗ cậu ta, chứ đâu có bảo em phát sinh gì gì đó với cậu ta đâu. Trong lòng anh, em mãi mãi trong trắng như ngọc. Và lại, với vẻ đẹp của em tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay là tên đó đã không chịu nổi rồi, căn bản sẽ không thiệt gì. Lạc Lâm gật đầu tự hào, đương nhiên, tiểu xúc sinh đó không chịu hủy hôn, phỏng chừng đã ưng em rồi. Hình Tôn thở dài một tiếng, lấy lui làm tiến, thôi bỏ đi, coi như vừa nấy anh chưa nói gì. Nếu lấy máu hỗn độn luyện đan thì trong vòng 10 năm, anh có thể tiến vào cảnh giới tế đạo tầng 9, nghiền áp tất cả. Nếu không có máu hỗn độn, anh cố gắng tu luyện, rồi lại đến hang thần ma vài lần, chắc 1000 năm là được. Còn phải tu luyện 1000 năm nữa á? Lạc Lâm tỏ ra mất mát. Cô ta chờ lâu lắm rồi, cô ta phải chờ thêm 1000 năm nữa mới được trao mình cho Hình Tôn sao? Lâu quá! Không đợi được. Giây tiếp theo, Lạc Lâm nghĩ thông rồi. Anh Hình Tôn, em bằng lòng giúp anh. Lâm Nhi ngoan của anh, cần em làm như nào, anh nói đi. Em chỉ cần tìm cách dụ cậu ta đến hang thần ma. Việc còn lại cứ để anh. 12 giờ đêm, nhà họ Diệp, núi Huyền Phù. Diệp Bắc Minh theo lời hẹn, chỉ với một suy nghĩ, thần hồn đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Khu trung tâm nghĩa địa, một nam tử có diện mạo cực giống anh đang ngồi ở đói. Chỉ nhìn nguyên góc nghiêng thôi, góc cạnh rõ ràng, phải giống ít nhất 7-8 phần. Tiền bối, người đã hồi phục cơ thể rồi à? Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Diệp Tiêu Dao mở mắt ra, trong mắt mang theo một cỗ khí thế bễ nghề thiên hạt. Sau khi liếc nhìn Diệp Bắc Minh một cái, anh ta thu lại vẻ sắc bén, ký chủ, ngươi đến rồi. May mà có một ít máu trên bề mặt, rồi mượn lực lượng của nghĩa địa hỗn độn, ta đã tái tạo được cơ thể. Diệp Bắc Minh sửng sốt, tiền bối có thể sử dụng lực lượng của nghĩa địa hỗn độn ạ. Diệp Tiêu Dao gật đầu, tất nhiên rồi, dù gì trước đây ta cũng là chủ nhân của nơi này. Chẳng qua về sau ngã xuống, hóa thành bia mộ, kéo dài hơi tàn đưa hồn tàn đến đây thôi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, sau đó nhìn sang bia mộ thứ 8. Trước đây, chủ thời gian cũng khuyên anh như vậy, bảo anh trốn vào nghĩa địa hỗn độn, đợi ký chủ tiếp theo tới luân hồi. Anh bật lên một suy nghĩ. Bây giờ không phải lúc nghĩ mấy cái này, việc quan trọng lúc này là cứu thần hồn của Hạ Nhược Tuyết. Tiền bối, bây giờ người có thể cứu Nhược Tuyết không? Cái này, nét mặt Diệp Tiêu Dao hiên lên vẻ khó xử, anh ta lắc đầu, e là không được. Diệp Bắc Minh nhíu mày, sao vậy, có sai sót gì sao? Diệp Tiêu Dao thở dài, hai, người cũng thấy rồi đấy,
trước đó ta bị 108 thanh huyết kiếm trong hỗn độn cốt làm bị thương thần hồn. Song lại vừa khôi phục cơ thể xác thịt, nếu tùy tiện vận dụng năng lực thần hồn, sợ là thần hồn sẽ tan luôn. Ta cần tĩnh dưỡng một thời gian. Được thôi. Tuy Diệp Bắc Minh thất vọng, anh vẫn gật đầu, không nói thêm gì. Tiền bối nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước đây. Anh đang định ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, ký chủ, người khoan hãng đi. Tiền bối còn việc gì à? Diệp Bắc Minh nghi hoặc quay đầu lại. Diệp Tiêu Dao nghiêm túc nói, muốn để ta hoàn toàn. Khôi phục năng lực thân hồn cứu hạ cô nương, còn thiếu một thứ. Ồ, thứ gì vậy? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Diệp Tiêu Dao nói, năm xưa, ta đã để lại một số thứ trong hang thần ma. Đề phòng có lúc cần đến, vốn dĩ ta không dùng được nữa, giờ xem ra nó có thể giúp ta chữa tổn thương của thần hồn. Anh ta vung tay lên, ngôi mộ thứ ba khẽ rung. Dưới bia mộ hiện ra một cái hộp. Người đi theo tuyến đường trên bản đồ này, đi vào chỗ sâu nhất trong hang thần ma, chỉ cần đến được chỗ đó là được. Diệp Tiêu Dao giải thích. Diệp Bắc Minh mở bản đồ ra xem, lập tức có một luồng khí máu tanh sộc. Thẳng vào mặt. Toàn bộ tuyến đường trên bản đồ, giống như một ác quỷ dữ tợn. Góc trên bên trái, viết ba chữ hang thần ma. Lối vào của chỗ này, vừa khéo là vị trí miệng ác quỷ. Cái miệng há to như bồn máu, tựa như cửa địa ngục rộng mở. Điểm đỏ trên bản đồ chính là nơi ngươi cần đến. Nghe thấy lời Diệp Tiêu Dao nói. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, anh nhìn vào một vị trí khá sâu trên bản đồ, một giọt máu đỏ nhỏ ở đó, tựa như mãi mãi sẽ không đông lại vậy. Để lộ ra một cỗ khí tức yêu tà. Tiền bối, chỗ này à? Diệp Bắc Minh nhíu mày, một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Diệp Tiêu Dao nghiêm nghị nói, chỗ này tên là hang thần ma, không ai biết vì sao nó tồn tại. Nhưng người yên tâm, đã có rất nhiều người từng đi vào thăm dò hang thần meo, những người từ cảnh giới tế đạo tầng 5 trở xuống, đi vào sẽ rất nguy hiểm. Nhưng với thực lực của ngươi, ta nghĩ, tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề. Và lại, bổn tọa chỉ cần ngươi đến được vị trí trên bản đồ, yên tâm đi, con đường đó an toàn tuyệt đối. Diệp Bắc Minh im lặng không nói gì, trong lòng cảm thấy quái lại, hành động của Diệp Tiêu Dao có vẻ không đúng lắm. Thấy Diệp Bắc Minh lưỡng lự, Diệp Tiêu Dao khẽ hừ một tiếng, ngươi không muốn đi thì thôi. Ta ở đây tĩnh dưỡng thêm một thời gian, cùng lắm một năm rưỡi nữa là có thể giúp ngươi cứu người. Coi như trả ơn ngươi đã cứu mạng ta vậy. Diệp Bắc Minh im lặng vài giây. Sau đó anh nở nụ cười, tiền bối, nếu giúp được người, và còn có thể cứu Nhược Tuyết. Thì đừng nói là một cái hang thần ma, dù có là núi đao biển lửa ta cũng phải đi một chuyến. Tốt, sáng mai, ngươi xuất phát ngay là được. Diệp Tiêu Dao nở một nụ cười hài lòng, rồi vung tay lên, bây giờ, ngươi đi ra đi. Năng lượng trong nghĩa địa hỗn độn dao động. Khi Diệp Bắc Minh mở mắt ra lần nữa, thần hồn đã đi ra rồi. Hang thần meo. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn bản đồ hang thần ma. Cùng lúc đó, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, nhóc con, tên Diệp Tiêu Dao này có vẻ là lạ, sau khi cậu ta khôi phục thân xác máu thịt, thái độ dành cho cậu thay đổi quá nhiều. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi cũng nhận ra rồi. Chắc là lúc trước có việc cần tôi, nên mới khiêm tốn một chút. Bây giờ khôi phục cơ thể xác thịt, bản thân lại là thể chất hỗn độn, là thiên chỉ kiêu tử, thái độ vậy cũng bình thường. Không đúng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không đồng ý với câu này, Tháp nói, nhóc con, cậu quên Giao Chỉ từng nói gì với cậu à? Ở Nguyên Thủy Chân Giới, dù người đó có là bố mẹ ô ậu, thì cũng chưa chắc đã thật lòng thật dạ với cậu. Cậu nghĩ Diệp Tiêu Dao đáng tin à? Diệp Bắc Minh nhíu mày, anh cứ cảm giác có gì đó sai sêu nghe Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, anh chợt hiểu ra. Ý ông là, có khả năng, cậu ta không có ý tốt. Không phải chứ. Diệp Bắc Minh nheo mắt, hắn là người trong nghĩa địa hỗn độn, còn tôi là ký chủ của nghĩa địa hỗn độn. Hai bọn tôi là một thể, không đến mức hại tôi chứ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ lạnh một tiếng, đấy là trước kia, cậu đừng quên, chính tay cậu đã giúp cậu ta có điều kiện tái tạo lại thân xác máu thịt. Mí mắt Diệp Bắc Minh giật giật. Tiểu Tháp, ý ông là, bổn tháp không thể bảo đảm điều gì dù sao. Giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì, trước mắt thì thấy Diệp Tiêu Dao không có vấn đề gì. Sau cùng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thốt ra một câu, nhưng bổn tháp sẽ không hại cậu. Cậu tự cân nhắc đi. Sau đó không còn âm thanh gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Bắc Minh vừa mới ra khỏi Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, một cái ngọc bài truyền âm nổi lên trước mặt. Bên trong truyền ra giọng của Diệp Quỳnh. Lạc Lâm đang ở bên ngoài núi Huyền Phù, bảo muốn trao đổi chuyện hủy hôn với anh. Diệp Bắc Minh hơi buồn cười, đồng ý hủy hôn rồi à?
Anh hủy bỏ trận pháp ở núi Huyền Phù, rồi bay lên trời. Diệp Quỳnh và Lạc Lâm đang ngồi trong một đình nghỉ mát lơ lửng trên không. Một người mặc chiếc váy dài màu đỏ trông như một chú cửu thiên huyền điểu cao quý. Người còn lại thì mặc chiếc váy dài màu lam trông như con công xòe đuôi kiêu ngạo. Anh Bắc Minh, cuối cùng anh đã ra ngoài rồi. Trông thấy Diệp Bắc Minh, Lạc Lâm chạy vèo qua. Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng vì kích động. Đôi mắt to long lanh mang theo ba phần e thẹn, ba phần tình ý nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Dáng vẻ kiểu vưu vật nhân gian. Anh Bắc Minh, Diệp Quỳnh trợn tròn mắt. Hôm qua Lạc Lâm cường thế vô cùng, nhất quyết đòi hủy hôn, thậm chí còn chết một trưởng lão cảnh giới tế đạo tầng 6. Sao hôm nay tự nhiên lại đổi giọng gọi anh vậy? Chẳng lẽ vì nhìn thấy thực lực của Bắc Minh, nên đổi ý hả? Diệp Quỳnh thật sự không nghĩ ra lý do khác. Diệp Bắc Minh nhíu mày, cô có ý gì? Lạc Lâm thầm thấy buồn nôn, tối qua cô ta phải khích lệ tâm lý rất lâu, mới gọi ra được câu, anh Bắc Minh. Vì anh hình tôn, tôi nhịn. Lạc Lâm nghĩ, ngoài mặt cô ta không thể hiện ra, sau đó cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, anh Bắc Minh, người ta về nhà đã nghĩ thông rồi. Trước đây, em cứ tưởng anh Bắc Minh là đồ vô dụng, nên mới muốn hủy hôn. Hôm qua được chứng kiến thực lực kinh người của anh Bắc Minh xong, về phòng em mất ngủ cả đêm đấy. Trong đầu toàn hiện lên dáng vẻ oai phong mạnh mẽ của anh Bắc Minh, sáng sớm nay em thấy hối hận rồi. Lạc Lâm em không nên hủy hôn, em nhất định phải lấy anh Bắc Minh. Lúc nói câu này, bàn tay dưới ống tay của Lạc Lâm nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt, đau quá, quả nhiên là vì nguyên nhân này. Diệp Quỳnh hoàn toàn không biết suy nghĩ thật của Lạc Lâm. Diệp Bắc Minh đã gặp nhiều phụ nữ, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết Lạc Lâm đang nói dối. Hừ, coi tôi là thằng ngu đấy à, trong lòng tức cười. Song anh cũng không tỏ thái độ gì, Lạc Lâm cô nương, tôi thấy cứ hủy hôn đi. Tôi thật không có ý gì với cô, đừng mà. Lạc Lâm óng eo kêu một tiếng, lại còn ôm chặt cánh tay của Diệp Bắc Minh, ngực dùng sức cọ, anh Bắc Minh, anh tuyệt tình như vậy sao? Em thích anh, em thật lòng thích anh, Lâm Nhi biết sai rồi, xin anh cho em thêm một cơ hội đi mài. Diệp Quỳnh ở đằng xa nghe thấy câu này, thì nổi da gà, dùng mình. Diệp Bắc Minh rút tay ra, Lạc Lâm cô nương, thỉnh tự trọng. Anh, đôi mắt Lạc Lâm xoẹt qua một tia phẫn nộ. Chợt, nghĩ đến nhiệm vụ của hình tôn. Phẫn nộ lập tức biến mất, rồi lộ ra vẻ mặt oan ức, anh Bắc Minh, sao anh lại đối xử với người ta như vậy? Người ta làm sai ở đâu à? Anh nói cho em biết, em sửa được không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sau đó trực tiếp làm lơ người phụ nữ này. Anh đi đến trước mặt Diệp Quỳnh, cô có biết về hang thần ma không? Hang thần ma? Diệp Quỳnh sửng sốt. Lạc Lâm ở phía sau, sâu trong mắt lóe lên tia mừng rỡ. Cô ta đang nghĩ cách lừa Diệp Bắc Minh đến hang thần ma đây này. Sao đột nhiên tên tiểu xúc sinh này lại chủ động muốn đi hang thần ma vậy? Lẽ nào ông trời đang giúp mình? Anh đi hang thần ma làm gì? Bắc Minh, tôi nói cho anh biết, tuy chỗ đó có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mỗi năm đều có những người cảnh giới tế đạo không còn đường đột phá nữa, hết hy vọng mới chuẩn bị đi liều một phen. Anh còn trẻ, đừng đến chỗ đó. Diệp Quỳnh lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có lý do phải đi. Anh Bắc Minh, em dẫn anh đi. Lạc Lâm kích động chạy tới. Hai má đỏ bừng. Tuy ánh mắt là nụ cười giả tạo, nhưng tơ máu trong mắt lại không che giấu được. Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn cô ta, cô cũng biết à. Lạc Lâm gật đầu thật mạnh, tất nhiên. Năm xưa, nhà họ Lạc em có một nhóm người từng đi vào hang thần meo. Ngay cả em còn từng suýt bị trượt chân rơi xuống đấy, may mà được một cao nhân cứu. Hang thần ma chia làm tầng ngoài, tầng giữa và tầng trong. Em từng vào đến rìa tầng trong, nếu anh Bắc Minh muốn đi hang thần ma, để em dẫn đường là tốt nhất. Nói đến câu cuối cùng, Lạc Lâm không kìm được cong môi. Một khắc đồng hồ sau, sâu trong nhà họ Diệp, trong một tòa kiến trúc cổ xưa. Diệp Tiên Phàm ngồi bó cuộn. Quanh người có ma khí màu đen đang cuồn. Công tử, đừng như vậy, cầu xin ngài, đừng. Một nha hoàn tuyệt sắc quỳ trên mặt đất. Điên cuồng dập đầu. Trở thành chất dinh dưỡng của bản công tử, có gì không tốt sao? Khóe miệng Diệp Tiên Phàm dữ tợn. Năm ngón tay bóp một cái. Nha hoàn tuyệt thế bay tới, đầu bị tóm lấy. Trong nháy mắt, da thịt nõn nà trở nên khô quắt, cả người hóa thành một thây khô. Bích, Diệp Tiên Phàm vung tay lên, thây khô trong tay bay ra ngoài, rơi xuống đất. Lúc này, lão giả lưng gù chậm rãi đi tới, cẩn thận bước qua mười mấy cỗ thi thể, rồi quỳ một gối xuống, chủ nhân. Thằng nhóc Diệp Bắc Minh đã rời khỏi nhà họ Diệp, đến hang thần ma rồi.
Anh ta đến hang thần ma làm gì? Diệp Tiên Phàm mừng rỡ. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh đi tới bên ngoài hang thần ma. Phía trước ma khí ngút trời, quỷ khí dày đặc. Có vô số thung lũng và khe núi, rõ ràng đang là buổi trưa, lúc dương khí mạnh nhất nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác u ám. Trùng hợp thay, ngoài đám người Diệp Bắc Minh, còn có một nhóm người khác đang đứng ở ngoài hang thần ma. Tiểu thư, còn có người khác tới. Một ông lão mặc áo xám bước tới chỗ người phụ nữ đeo khăn che mặt. Người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng lớn, cả người ẩn dưới tấm áo. Choàng, không cần phải để ý đến bọn họ, có rất nhiều con đường vào hang thần ma, chúng ta chưa chắc sẽ đi cùng một con đường. Ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Vào buổi trưa, âm khí trong hang thần ma yếu nhất. Đi! Người phụ nữ mặc áo choàng quát khẽ, cả nhóm nhanh chóng tiến vào hang thần mét. Lạc Lâm nhìn không được, anh Bắc Minh, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Quỳnh tiến lên đứng trước mặt Diệp Bắc Minh, nghe tôi khuyên đi, đừng đi vào. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, hơn nữa bản thân hang thần ma cũng là một nơi nguy hiểm, cậu. Lạc Lâm trực tiếp ngắt lời, anh Bắc Minh, sợ gì chứ? Ngoại trừ tôi ra, còn có bốn người khác ở cảnh giới tế đạo cấp 6, cho dù gặp phải quái vật mạnh mẽ nào đó, chẳng lẽ chúng ta không thể chạy trốn được sao? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh tự tin, Diệp Quỳnh, có phải cô quá cẩn thận không? Anh đề nghị, hay là cô quay về đi? Đúng vậy. Lạc Lâm mỉm cười gật đầu, Diệp Quỳnh, nếu cô sợ thì cứ về đi. Cô biết tại sao tôi là người xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng đế huyết, còn cô lại xếp ngoài thứ 50 không? Bởi vì cô quá nhát gan, không có can đảm. Bắc Minh, tôi thật sự cảm thấy có gì đó không đúng. Lông mày của Diệp Quỳnh nhíu chặt. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không hề nghe, tôi đã quyết định. Nói xong, anh trực tiếp dẫn đầu tiến vào hang thần mét. Lạc Lâm liếc nhìn. Bốn ông lão cảnh giới tế đạo nhanh chóng đi theo. Cô ta chặn trước mặt Diệp Quỳnh, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên lạnh lùng. Diệp Quỳnh, đây là chuyện giữa tôi và anh Bắc Minh, nếu cô biết điều thì cút khỏi đây cho tôi. Nếu phá hoại việc tốt của tôi cam đoan sẽ khiến cô hối hận. Diệp Quỳnh nghiêm nghị nói, Lạc Lâm, Bắc Minh rất quan trọng đối với nhà họ Diệp, nếu cô dám làm tổn thương cậu ấy. Tôi cam đoan nhà họ Diệp sẽ không tha cho cô đâu. Lạc Lâm sửng sốt. Đột nhiên cô ta cười lớn. Ha ha, Diệp Quỳnh, cô đang nghĩ gì vậy? Làm sao tôi có thể làm tổn thương anh Bắc Minh được? Có phải cô đã quá nhạy cảm rồi không? Quên đi, tôi khuyên cô nên quay về đi, đừng cản trở chúng tôi vun bồi tình cảm. Nói xong cô ta nhanh chóng đi theo. Tiểu thư, nên làm gì bây giờ? Sau khi Lạc Lâm rời đi, một ông lão từ phía sau Diệp Quỳnh tiến tới. Sắc mặt Diệp Quỳnh liên tục thay đổi, đi theo, dù thế nào cũng không thể để Bắc Minh xảy ra chuyện được. Vừa đi được không xa, Diệp Bắc Minh phát hiện bốn người cảnh giới tế đạo cấp 6 do Lạc Lâm phái tới đang theo sát xung quanh anh như hình với bóng. Trông giống như đang bảo vệ, trên thực tế lại có ý đồ chặn đứng mọi lối thoát của anh. Ha ha, tiểu tháp, xem ra bọn họ muốn chơi thật rồi. Diệp Bắc Minh âm thầm cười nói. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, những người này không phải là đối thủ của cậu. Lạc Lâm là một người phụ nữ rất có tâm kế, không ngu ngốc như vậy. Cậu cẩn thận trong hang thần ma còn có những nguy hiểm khác, có thể là đồng bọn của cô tan biết. Diệp Bắc Minh âm thầm gật đầu. Lúc này, Lạc Lâm rốt cuộc đuổi kịp, anh Bắc Minh, sao anh lại đi nhanh như vậy? Phía sau Lạc Lâm, Diệp Quỳnh dẫn theo 5 ông lão cảnh giới tế đạo cấp 3, cấp 4, sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi thay đổi. Tại sao cô lại vào đây? Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi thực sự không cần cô bảo vệ. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Diệp Quỳnh đi theo lại khiến anh cảm thấy vướng bận. Đừng nói nhảm nữa, nếu cậu nhất quyết muốn khám phá hang thần ma, tôi sẽ không hỏi mục đích của cậu. Tôi sẽ theo cậu suốt hành trình, nếu có nguy hiểm gì, tôi sẽ phái người đưa cậu đi ngay lập tức, cậu không có quyền từ chối việc này. Nghe giọng điệu nghiêm túc của Diệp Quỳnh. Diệp Bắc Minh sửng sốt, giọng điệu này rất giống với mấy sư tỷ của anh. Ngày thường các sư tỷ đều rất dịu dàng, một khi anh gặp nguy hiểm. Họ lập tức trở nên quyết đoán. Anh Bắc Minh, chúng ta đi thôi. Lạc Lâm tiến lên, chủ động ôm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, tôi biết một con đường có thể an toàn nhanh chóng tiến vào hang thần mèo. Diệp Bắc Minh nở một nụ cười, được, chúng ta cùng nhau đi. Sâu trong đôi mắt đẹp của Lạc Lâm hiện lên một tia kiêu ngạo. Ha ha, cắn câu, tôi biết ngay không ai có thể chống cự được vẻ đẹp của bổn tiểu thư. Nhìn hai người thân thiết như vậy, Diệp Quỳnh bỗng nhiên lo lắng, này, Diệp Bắc Minh. Cậu làm sao vậy? Không phải cậu định từ hôn sao? Tại sao đột nhiên? Diệp Bắc Minh quay người, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Quỳnh,
liên quan gì tới cô? Cô trở về đi, nơi này không có việc của cô, để tôi và Lâm Nhi trải nghiệm cuộc sống của chúng tôi. Diệp Quỳnh, tại sao cô lại không biết xấu hổ như vậy, còn không chịu đi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lạc Lâm liếc nhìn Diệp Quỳnh đầy khiêu khích. Vẻ mặt Diệp Quỳnh lo lắng. Cô ta nhanh chóng lao về phía trước, vươn tay kéo lấy Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, cậu nghe tôi nói. Ở đây thật sự có vấn đề, nếu như cậu thật sự muốn tiến vào hang thần ma, sau khi trở về nhà họ Diệp tôi sẽ mang thêm một ít trưởng lão cảnh giới tế đạo tới. Tôi hứa sẽ đưa cậu vào, hôm nay cậu quay về với tôi trước đã. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Quỳnh, Diệp Bắc Minh cau mày. Trong đầu anh vang lên giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, nhóc. Con, Diệp Quỳnh này không hiểu lời nói của cậu. Diệp Bắc Minh âm thầm lắc đầu, truyền âm, quên đi, cũng vì cô ấy quan tâm tới tôi. Nếu cô ấy đã nhất quyết muốn đi theo, lát nữa thật sự đánh nhau thì đưa cô ấy vào tháp. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lại rồi rơi vào im lặng. Diệp Bắc Minh không nói nhiều, tránh ra và lùi lại một bước. Tôi, Diệp Bắc Minh, hôm nay nhất định phải tiến vào hang thần meo quay đầu và tiến về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng Lạc Lâm càng nhạo báng hơn, ha ha, tên vô dụng này, đúng là nhìn thấy phụ nữ thì không đi được nữa. Lát nữa bị anh Hình Tôn bắt giữ, để xem tôi tra tấn anh đến chết như thế. Nào, anh Bắc Minh, đợi em với, nhanh chóng theo xô chúng ta cũng đi thôi. Diệp Quỳnh cắn răng. Cùng lúc đó, ở lối vào hang thần ma, phía sau Diệp Tiên Phàm, có mười mấy bóng người đi tới. Ôn lão lưng còng từ bên cạnh đi ra, quỳ một chân xuống, đại nhân, Diệp Bắc Minh đã tiến vào hang thần meo. Tuy nhiên, có một chút rắc rối. Có chuyện gì vậy? Diệp Tiên Phàm cau mày. Ông lão lưng còng nói, hình như thánh nữ của Hỗn Nguyên Tông cũng ở. Bên trong, người xếp thứ ba bảng xếp hạng đế huyết, xếp tố hai bảng thần nữ Trung Châu, Triệu Thanh Tuyệt. Diệp Tiên Phàm giật mình. Một canh giờ sau, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, kèm theo tiếng gầm gừ của một con quái vật không rõ danh tính. Sau một thời gian, âm thanh của cuộc chiến đã dừng lại. Diệp Bắc Minh cau mày. Phía trước là con đường nhất định phải đi qua trên vị trí bản đồ của Diệp Tiêu Dao, không thể đi vòng qua được. Suy nghĩ một lát, anh tiến về phía trước. Dừng lại. Ngay khi họ bước vào một khe núi, một tiếng hét nhỏ vang lên. Đó là ông lão mặc áo xám ở lối vào hang thần ma. Phía sau ông ta mấy trăm mét, có một thi thể khổng lồ nằm đó, thân hình như rồng, nhưng bụng lại mọc ra hàng trăm tay chân, đầu đã bị chặt đứt. Bên dưới thân thể nó có một vũng ma huyết màu đen. Người phụ nữ mặc áo choàng cầm trong tay một viên nội đan màu đen, thu vào trong nhãn chứa vật. Nhìn cái gì, còn không mau cút đi. Chúng tôi đi đường này trước, các người đi đường khác đi. Ông lão mặc áo vải lanh quát khẽ. Diệp Bắc Minh cười lạnh, hang thần ma là của nhà ông à. Ông có thể đi, còn tôi thì không sao. Nhóc con, cậu đang kiếm chuyện đúng không? Sắc mặt ông lão mặc áo vải lanh tối xâm lại. Hơi thở của cảnh giới tế đạo cấp 6 đột nhiên đánh úp lại. Diệp Bắc Minh phớt lờ áp lực và vượt qua ông lão mặc áo vải lanh. Anh tiến về phía trước. Nhóc con, tôi thấy cậu đang tìm cái chết. Ông lão mặc áo vải lanh hét lớn, tiến lên một bước và chuẩn bị ra tay. Diệp Bắc Minh dừng bước, quay đầu lại, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Sát ý ngưng tụ. Lạc Lâm quát khẽ, dừng lại, tôi là người của nhà họ Lạc, các người muốn trở thành kẻ địch của nhà họ Lạc sao? Ném một lệnh bài ra lơ lửng giữa không trung. Cách đó không xa, giọng nói của người phụ nữ mặc áo choàng vang lên, Thạch trưởng lão, vị công tử này chỉ đi ngang qua thôi, để anh ta đi đi. Vâng, thưa tiểu thư. Ông lão mặc áo vải lanh không dám làm trái, hừ lạnh một tiếng, để cho đám người Diệp Bắc Minh đi qua. Khi đám người Diệp Bắc Minh biến mất, ông lão mặc áo vải lanh quay lại chỗ người phụ nữ mặc áo choàng và hỏi trong sự nghi ngờ, tiểu thư, mặc dù nhà họ Lạc là gia tộc đế huyết, nhưng Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng không cần phải sợ cô ta, phải không? Nếu vừa rồi ra tay thì bây giờ ông đã là một xác chết rồi. Người phụ nữ mặc áo choàng nói. Cái gì? Ông lão mặc áo vải lanh sửng sốt, tiểu thư, điều đó không thể nào. Mặc dù bốn lão già của nhà họ Lạc đó đều là cảnh giới tế đạo cấp 6, nhưng chúng ta đông như vậy, không sợ bọn họ. Không phải nhà họ Lạc, người phụ nữ mặc áo choàng lắc đầu, là người thanh niên kia. Người thanh niên kia, một thanh niên cảnh giới đại năng cấp 5, ông lão mặc áo vải lanh nhớ lại. Hơi thở cảnh giới của Diệp Bắc Minh đúng là khoảng cảnh giới đại năng cấp 5. Một tên nhóc cảnh giới đại năng cấp 5 có thể giết tôi. Phụt, tiểu thư, ngài đang đùa tôi à?
Ông lão mặc áo vải lanh không tin điều đó. Mặc dù cô gái trước mặt ông ta là thiên tài mạnh nhất trong gia tộc. Ông ta cũng không thể tin được. Một người cảnh giới đại năng cấp 5, cho dù có đưa cho cậu ta binh khí của đại đế, cũng không thể giết chết một người ở cảnh giới tế đạo cấp 6. Người phụ nữ mặc áo choàng không thèm giải thích, nếu sau này gặp lại anh ta, không đến bước đường cùng. Không cần xảy ra xung đột với anh ta. Nửa ngày tiếp theo trôi qua vô cùng suôn sẻ. Trên đường xuất hiện một số quái vật đáng sợ, trong đó thậm chí còn có một vài con có thực lực ở cảnh giới tế đạo cấp 2 hoặc cấp 3. Diệp Bắc Minh không cần ra tay, tất cả đều được người do Lạc Lâm mang tới xử lý. Diệp Bắc Minh vui vẻ thoải mái. Khi tiến vào một không gian rộng mở, bốn phía đều là vách đá, Lạc Lâm cuối cùng cũng mỉm cười, ha ha, giả vờ thật mệt mỏi. Nhất là trước mặt những đám người ghê tởm, giả vờ lâu như vậy. Tôi thực sự rất mệt em mờ, Lạc Lâm chuyển động cổ. Bốn ông lão cảnh giới tế đạo cười nhếch mép, như đã bàn bạc với nhau từ trước. Họ nhanh chóng lùi về phía xô chặn lối thoát duy nhất. Lạc Lâm, cô có ý gì? Diệp Quỳnh thay đổi sắc mặt. Năm ông lão cảnh giới tế đạo của nhà họ Diệp đã cực kỳ cảnh giác bước tới và đứng xung quanh Diệp Bắc Minh để bảo vệ anh. Diệp Quỳnh cũng tỏ ra cảnh giác. Lạc Lâm không trả lời mà hét vào khoảng không, anh Hình Tôn, em đã mang người đến cho anh rồi. Lời nói vừa dứt, trong hư không xuất trong không khí xuất hiện. Hiện dao động, một thanh niên da màu đồng thau từ đứng trên bầu trời, nhìn từ trên cao. Nhìn xuống dưới, anh Hình Tôn, Lạc Lâm tiến tới và lao vào vòng tay của Hình Tôn. Hình Tôn, con người của Diệp Quỳnh hơi co lại, nuốt nước bọt, Bắc Minh, cẩn thận. Tên này tu luyện một loại ma công cực kỳ khủng bố, chuyên săn lùng những người trong bảng xếp hạng đế huyết để mua vui. Có lần anh ta đã bị mấy người cảnh giới tế đạo cấp 9 vây công, nhưng cuối cùng đều trốn thoát. Mấy vạn năm anh ta chưa từng xuất hiện, không ngờ lại cấu kết với Lạc Lâm. Cô ta đứng trước mặt Diệp Bắc Minh, vô cùng kiêng dè. Hình Tôn vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô ta, mỉm cười, ngoan lắm. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, tiếp theo hãy giao cho anh. Lạc Lâm lắc đầu, anh Hình Tôn, con khốn Diệp Quỳnh này thật đáng ghét. Anh giúp em giết cô ta đi. Được. Hình Tôn nhếch miệng cười. Cực kỳ tự tin. Như thể Diệp Quỳnh đã là một người chết. Em chờ tin tốt của anh. Lạc Lâm khẽ mỉm cười và nhanh chóng rút lui về khu vực an toàn. Giây tiếp theo. Ánh mắt Hình Tôn tối sầm, rơi vào người Diệp Bắc Minh. Cậu chính là tên hỗn độn đế thể Diệp Bắc Minh đúng không? Tôi đã nghe nói về cậu khi ở Nam Đại Lục, lúc tôi muốn tìm cậu thì cậu lại biến mất. Ông trời thật tốt với tôi, không ngờ lại gặp được cậu ở Trung Châu. Diệp Bắc Minh nghiêng đầu, Lạc Lâm, đây là mục đích của cô sao? Dẫn tôi đến để giết anh ta à? Tên xúc sinh, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Lạc Lâm như bị chọc giận, cô ta hét ầm lên, người như anh mà cũng dám chạm vào một sợi tóc của anh Hình Tôn sao? Anh là hỗn độn đế thể thì đã xêu. Anh còn chưa trưởng thành, anh Hình Tôn muốn giết chết anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Tám Diệp Bắc Minh thốt ra một chữ, không muốn lãng phí thời gian. Tiểu Tháp, chúng ta cùng nhau tấn công, giết chết ngay lập tức. Anh giơ tay lên và nắm lại trong không trung. Một phôi kiếm cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Toàn bộ sức mạnh của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức tiến vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Trong khoảnh khắc, hơi thở của Diệp Bắc Minh dâng trào gấp mười mấy lần. Trực tiếp chém ra một kiếm. Gào. Tiếng rồng gầm vang vọng khắp toàn bộ hang thần ma. Tiếng rồng gầm, cùng lúc đó, người phụ nữ mặc áo choàng và đám người Diệp Tiên Phàm ở một địa điểm khác. Đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên trời. Một con huyết long khổng lồ cao 10 vạn trượng lao ra và hướng thẳng về phía Hình Tôn. Cái này, trong lòng Hình Tôn tràn ngập sự hỗn loạn, anh ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh vừa ra tay đã tung ra đòn mạnh nhất, hơi thở này thật sự quá đáng sợ. Khiên Huyền Vũ, Ấn Nhân Hoàng, Giáo Phá Thiên, một tấm khiến, một cái ấn lớn, một ngọn giáo thần. Cùng lúc bay ra ngoài, ngay khi tiếp xúc với kiếm khí của huyết long, trực tiếp bị vỡ thành từng mảnh. Cái gì? Trong lòng Hình Tôn run rẩy. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta đột nhiên hét lớn, ma công khát máu. Lĩnh vực ma giới, ra đây. Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, biến thành bầu trời đầy sao vô tận. Những ma tỉnh cổ xưa lần lượt quay quanh quỹ đạo, 9 ma tinh màu đen có đường kính hơn 10 vạn mét đang lao về phía trước, chuẩn bị chặn kiếm khí huyết long. Bùm, 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 bùm. Tất cả 9 ma tinh đều nổ tung. Lĩnh vực ma giới của Hình Tôn không thể trụ được dù chỉ một giây và sụp đổ ngay tại chỗ. Không được, Hình Tôn phát ra một tiếng hét sợ hãi đầy thảm thiết. Anh ta thậm chí còn không có tư cách chạy trốn, kiếm khí huyết long trực tiếp nghiền nát anh ta.
Phụ ti bầu trời đầy xương máu nổ tung. Kiếm khí huyết long không hề dừng lại, nó chìm vào vách đá phía sau hình tôn. Ầm ầm đùng tiếng nổ lớn vang lên, hòn đá màu đen cứng hơn thép bị cắt ra như miếng đậu phụ, để lại một vết kiếm dài hơn mười mấy vạn mét. Huyết long biến mất, mọi thứ đều trở lại yên bình. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quỳnh mở to mắt, đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Một kiếm vừa rồi thật sự là do Diệp Bắc Minh chém ra sao? Điên cuồng dụi mắt, trong lòng tràn ngập sự hỗn loạn. Ôi trời ơi, hình tôn bị hạ gục trong nháy mắt chỉ với một kiếm của Bắc Minh. Mình không phải đang mơ đó chứ? Diệp Quỳnh, mau tỉnh lại đi. Ngây ra tại chỗ, há hốc miệng. Năm ông lão cảnh giới tế đạo ở phía sau lại càng thêm cứng ngắc. Họ không thể kiềm chế được mà phát run. Nếu một kiếm vừa rồi nhắm vào họ, họ chắc chắn sẽ chết. Anh hình tôn, không thể nào, không thể nào, đầu óc Lạc Lâm trống rỗng. Toàn thân cô ta lập tức ướt đẫm, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng không ngờ rằng một kiếm này lại có uy lực lớn như vậy. Ôi trời, tiểu tháp, một kiếm này đáng sợ như vậy sao? Nói thừa, tháp Càn Khôn Chấn Ngục khá kích động, bổn tháp giúp cậu tăng sức chiến đấu lên gấp 10 lần. Cậu còn sử dụng bất hủ đế kim có sức tấn công mạnh nhất trên thế giới, để rèn một thanh kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn mới. Với đủ loại hỗ trợ, ai có thể chịu được một kiếm này? Diệp Bắc Minh nuốt nước bọt. Ngay cả bản thân cũng bị dọa sợ rồi. Hình tôn, anh ta bị giết như vậy sao? Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vết kiếm cách xa hàng trăm nghìn mét phía trước, trực tiếp cắt ra một sơn cốc. Được đấy, mẹ kiếp, nhát kiếm này, cảnh giới tế đạo cấp 9 có thể đỡ được không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh rực lửa. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng của hắn dán chặt vào bốn ông lão cảnh giới tế đạo cấp 6 đang đi cùng Lạc Lâm. A, à, đại nhân, tha mạng. Bốn ông lão sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ. Điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh nói, cho các người một cơ hội đầu thai chuyển thế, tự kết liễu, hủy đi thần hồn. Cái gì? Ánh mắt của bốn ông lão cảnh giới tế đạo cấp 6 co rút dữ dội. Diệp Bắc Minh cười thâm sâu, không muốn à? Vậy để tôi ra tay. Hắn bước lên một bước, thanh kiếm trong tay vang lên. Một cái bóng huyết long ngưng tụ phía sau hắn. Diệp Bắc Minh, ngươi quá tàn nhẫn. Bốn ông lão cảnh giới tế đạo cấp 6 tức giận chửi rủa, giơ tay lên, dùng lòng bàn tay đập nát đầu mình. Thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Cái này. Diệp Quỳnh há hốc mồm, quay đầu lại đối diện năm vị cảnh giới tế đạo của nhà họ Diệp. Cảnh giới tế đạo cấp 6, lại trực tiếp tự kết liễu. Có thể tưởng tượng được, uy lực nhát kiếm vừa rồi của Diệp Bắc Minh đã khiến bọn họ kinh hãi đến mức nào. Tự kết liễu, hủy thần hồn, vẫn có cơ hội chuyển thế. Bị Diệp Bắc Minh giết, đến cơ hội đầu thai cũng không có. Diệp công tử, à không, anh Bắc Minh, anh Minh. Lạc Lâm bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, bò về phía Diệp Bắc Minh như một con chó. Anh Minh, hu hu hu, đều là tên hình tôn đó uy hiếp tôi, không phải ý của tôi. Anh Minh, anh quên rồi sao? Tôi, hu hu hu, tôi thật sự không muốn chết. Anh là thật lòng, xin anh đừng giết. Anh Minh, tôi đảm đảm sẽ ngoan. Thật mà, anh tin tôi đi, tôi sẽ rất ngoan. Anh có thể coi tôi như một con chó cái, anh đối xử với tôi thế nào cũng được. Gâu 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 gâu, Lạc Lâm thật sự bị dọa rồi. Đường đường là tiểu thư nhà họ Lạc lại quỳ trên mặt đất, bắt chước tiếng chó sủa ồ. Đây là kiều nữ xếp hạng thứ 13 trên bảng xếp hạng đế huyết đấy. Tuyệt sắc mỹ nữ có tiếng trong bảng xếp hạng nữ thần. Lúc này, đang quỳ dưới đấy, bắt chước tiếng chó sủa ồ, nếu bị các tu võ giả bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ rất chướng mắt. Diệp Bắc Minh liếc cô ta một cái, nhàn nhạt nói, vừa nãy cô không nói như thế. Tôi không có. Sắc mặt Lạc Lâm tái nhợt, điên cuồng lắc đầu, mái tóc đen của cô ta rối bù, xõa xuống mặt, trông vô cùng nhếch nhác. Binh, binh, binh. Cô ta điên cuồng dập đầu, anh Minh, tôi thực sự không có suy nghĩ đó. Thật mà, đúng rồi, chúng ta còn có hôn ước nữa. Vừa nói, Lạc Lâm ngẩng đầu, gương mặt đầy mong chờ. Anh Minh, tôi là vị hôn thê của anh không thể giết tôi. Nếu anh giết vị hôn thê của mình, đạo tâm của anh sẽ không ổn định. Lạc Lâm nuốt nước bọt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, cô đang uy hiếp tôi sao? Không dám. Lạc Lâm vội vàng lắc đầu. Diệp Quỳnh định thần lại, nhìn thật sâu Lạc Lâm, nói, Bắc Minh, cô ta có thân phận đặc biệt, giết cô ta e là khó ăn nói với phía nhà họ Lạc. Đúng, 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 chị Diệp Quỳnh nói đúng. Lạc Lâm điên cuồng gật đầu. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng,
lại nhắc lại một câu, anh Bắc Minh, nhà họ Lạc đã biết việc tôi vào hang thần ma với anh, nếu tôi chết. Anh nói xem nhà họ Lạc sẽ đối xử với anh thế nào. Trong giọng điệu của cô ta có chút nhắc nhở, cũng có chút đe dọa. Vậy thì thử xem. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên. Giây tiếp theo, hắn nắm chặt năm ngón tay, đánh vào đầu Lạc Lâm, rắc một tiếng, Lạc Lâm biến thành một đám xương máu ngay tại chỗ. Thần hồn trực tiếp biến mất dưới năng lượng hỗn độn. Cái này, anh thực sự đã giết cô ta. Diệp Quỳnh sững sờ tại chỗ, không ngờ Diệp Bắc Minh lại quyết đoán như vậy, nói giết là giết. Cô ta muốn giết tôi, cho dù cô ta có thân phận gì, đều phải chết. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đến giây phút cuối cùng, Lạc Lâm vẫn đang uy hiếp hắn, với tính cách của Diệp Bắc Minh, làm sao có thể để lại phiền toái. Việc của tôi vẫn chưa xong, các người về trước đi. Sau khi bỏ lại một câu, Diệp Bắc Minh liền đi thẳng tới vị trí trên bản đồ của Diệp Tiêu Dao. Này, anh đợi tôi với. Diệp Quỳnh đi theo sau. Đáng tiếc Diệp Bắc Minh đã biến mất không dấu vết, cô mất dấu rồi. Cùng lúc đó, người phụ nữ mặc áo choàng và ông lão mặc áo gai lao ra chiến trường, nhìn thấy bốn xác chết không đầu, đều ngây ra. Là bốn vị cảnh giới tế đạo cấp 6 của nhà họ Lạc sao? Ông lão mặc áo gai hít một hơi khí lạnh, là ai làm? Lại có thể cùng lúc đánh bay đầu của bốn người. Người phụ nữ mặc áo choàng trầm giọng nói, bọn họ không phải là bị người khác giết, mà là tự kết liễu. Tự kết liễu, ông lão mặc áo gai sừng sốt, không thể nào, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến cảnh giới tế đạo cấp 6 tự kết liễu. Người phụ nữ mặc áo choàng không nói gì, mà nhìn về một hướng nào đó. Ông lão mặc áo gai nhìn theo ánh mắt của cô ta, khẽ mở miệng, ở đây có một sơn cốc từ khi nào vậy? Khe hở ở tảng đá rất mới, bốn phía đều có kiếm khí dao động. Người phụ nữ mặc áo choàng lắc đầu, ngưng trọng nói, đây không phải là sơn cốc, là bị người khác một kiếm chém ran một kiếm chém ra. Không chỉ ông già mặc áo gai, hơn chục người trong đội đều cảm thấy da đầu tê dại. Lẽ nào có một cảnh giới tế đạo cấp 9 ra tay ở đây? Khi mọi người còn đang bàng hoàng, đột nhiên, ai, ra đây? Người phụ nữ mặc áo choàng hét lên và nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Giây tiếp theo, bộp bộp bộp. Diệp Tiên Phàm vừa vỗ tay, vừa cười đi ra ngoài, Thanh Tuyệt cô nương quả nhiên sắc bén, bổn công tử đã cố gắng hết sức che giấu khí tức, không ngờ vẫn bị cô phát hiện ra. Người phụ nữ mặc áo choàng đứng thứ ba trong bảng xếp hạng đế huyết, thứ hai trong bảng xếp hạng thần nữ Trung Châu. Thánh nữ Hỗn Nguyên Tông, Triệu Thanh Tuyệt. Phía sau Diệp Tiên Phàm là một ông lão lưng gù. Ngoài ra còn có hơn chục người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ. Khí tức ẩn giấu nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như rắn độc. Khí tức của mỗi người đều không dưới cảnh giới tế đạo cấp 6. Đôi mắt dưới tấm màn che của Triệu Thanh Tuyệt có chút ngưng trọng, Diệp Tiên Phàm, người mang nhiều cảnh giới tế đạo như vậy vào hang thần ma là muốn làm gì? Diệp Tiên Phàm khẽ mỉm cười, thánh nữ, hình như ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô đúng không? Ông già mặc áo gai cười lạnh một tiếng, Diệp Tiên Phàm, tiểu thư nhà ta hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời là được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một lão nô cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Tiên Phàm cười lạnh. Lại trực tiếp ra tay, xông về phía ông già mặc áo gai. Ông già mặc áo gai kịp phản ứng, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Tiểu tử được lắm, ngươi dám ra tay với ta sao? Cút cho ta. Một tiếng hét lớn. Ông ta đột nhiên giơ tay phải lên, một sức mạnh pháp tắc bộc phát, trực tiếp đánh trúng Diệp Tiên Phàm. Khóe miệng Diệp Tiên Phàm hiện lên một nụ cười quái dị. Hắn mở miệng nhấp hít một hơi. Cổ họng như có một lỗ đen xuất hiện, toàn bộ sức mạnh pháp tắc của ông già mặc áo gai đều bị nuốt chửng. Ngươi, nuốt chửng thần thể. Ông già mặc áo gai biến sắc. Lúc này, Diệp Tiên Phàm đã đáp xuống trước mặt ông già mặc áo gai. Một lòng bàn tay nhợt nhạt tóm lấy cổ ông ta. Siết chặt không thương tiếc. Sắc một tiếng vang lên, cổ ông già mặc áo gai trực tiếp bị bẻ gãy, đầu bị Diệp Tiên Phàm tóm lấy, đưa về phía miệng anh ta. Diệp Tiên Phàm, ngươi dám. Triệu Thanh Tuyệt hét lên. Cô ta rút ra một thanh kiếm và đâm nó về phía Diệp Tiên Phàm. Diệp Tiên Phàm giơ tay lên, nắm lấy thanh kiếm trong tay Triệu Thanh Tuyệt, nuốt đầu ông già mặc áo gai, nhai vài lần. Thần hồn của cảnh giới tế đạo cấp 6, quả thực là thiên bổ. Trước khi ăn tiểu tử kia, ăn vài món khai vị đi. Thánh nữ da mỏng thịt mềm chắc chắn rất ngon. Diệp Tiên Phàm liếm môi. Ở phía bên kia, Diệp Bắc Minh tiến sâu vào hang thần ma với tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi có gặp ma vật mạnh vài lần. Nhưng căn bản không thể đỡ được một đòn của hắn.
Đến rồi, chính là chỗ này. Diệp Bắc Minh cúi đầu liếc nhìn bản đồ của Diệp Tiêu Dao, xác định chính là nơi này, lập tức gửi truyền âm. Diệp tiền bối, tới rồi. Bên trong nghĩa địa hỗn độn. Diệp Tiêu Dao mở mắt, lộ ra vẻ mặt kích động, túc chủ, mau nhìn xem xung quanh có tế đàn hay không. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhìn về phía trước, có một tế đàn, nhưng đã rách nát rồi. Phù văn trên đó đã mở đi từ lâu, rất nhiều chỗ không nhìn rõ nữa. Không sao, người đi lên tế đàn đi. Diệp Tiêu Dao nói với vẻ kích động, và có chút ra lệnh. Diệp Bắc Minh cau mày, cảm giác có gì đó không đúng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lạnh lùng nói, tiểu tử, có vấn đề. Tôi biết. Diệp Bắc Minh âm thầm gật đầu, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Thấy Diệp Bắc Minh không hành động, Diệp Tiêu Dao vội vàng giải thích, túc chủ, người yên tâm, đây là một tế đàn hấp thu ma khí và quỷ khí. Trước đây, lúc ta bị thương cũng đã từng tới đây, lợi dụng sức mạnh của ma khí và quỷ khí để hồi phục vết thương. Nghĩa địa hỗn độn có thuộc tính âm, là nơi đặc biệt tu dưỡng thần hồn, người hấp thu ma khí và quỷ khí ở đây. Đối với nghĩa địa hỗn độn có lợi ích rất lớn, mà thân thể của ta cũng có thể thông qua đó để tu dưỡng. Diệp Bắc Minh trầm mặc vài giây. Nhả ra một câu. Tiền bối, người muốn tôi làm gì? Người lên tế đàn trước, ngồi ở vị trí trung tâm nhất. Theo lời của Diệp Tiêu Dao, Diệp Bắc Minh đi tới chính giữa tế đàn. Ngồi khoanh chân. Rất tốt, bây giờ hãy nhỏ chút máu của ngươi lên tế đàn. Nghe vậy, Diệp Bắc Minh lại cau mày. Diệp Tiêu Dao giải thích, cứ yên tâm, đây là để tế đàn xác định ngươi chính là người hấp thu ma khí và quỷ khí. Ngươi cứ làm theo ta sẽ không hại ngươi đâu. Lẽ nào ngươi không muốn cứu Hạ Nhược Tuyết sao? Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục 1/3 sức mạnh, ta có thể giúp ngươi tìm được thần hồn của cô ấy. Chuyện này có liên quan đến Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh không do dự nữa. Cắt vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt trên tế đàn. Trong giây lát, máu hóa thành những sợi như sợi tóc, theo những đường nét trên mặt tế đàn, đột nhiên bao phủ toàn bộ tế đàn. Giây tiếp theo, oanh một tiếng, tế đàn rung chuyển dữ dội. Vô số phù văn đẫm máu sáng lên, lao ra từ tế đàn. Xung quanh có một lượng lớn ma khí và quỷ khí, cực kỳ tinh khiết, như sóng thần tràn vào nơi này, hội tụ quanh tế đàn. Diệp Tiêu Dao rất kích động, túc chủ, mau mở nghĩa địa hỗn độn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiền bối, những ma khí và quỷ khí này đối với ta cũng rất quan trọng. Nói xong, hắn trực tiếp vận công pháp, ma khí và quỷ khí vô tận giống như gặp phải hố đen. Hút vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Trong một vài hơi thở ngắn ngủi. Đột phá rồi, mẹ kiếp, cảnh giới đại năng cấp 6. Đôi mắt Diệp Bắc Minh mở to. Không thể tin được. Những ma khí và quỷ khí này cực kỳ tinh khiết. Nó giống như một sự giác ngộ, khoảnh khắc nó xâm nhập vào cơ thể hắn, đã khiến hắn đột phá. Túc chủ, ngươi đang làm gì vậy? Những ma khí và quỷ khí là của ta mà. Diệp Tiêu Dao vô cùng lo lắng, cảm nhận được sự thay đổi trong cảnh giới của Diệp Bắc Minh, đi lại lại trong nghĩa địa hỗn độn. Tiền bối, những ma khí và quỷ khí này thật sự quá nhiều. Hay là cứ để ta hấp thụ trước một chút đi? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời. Không để ý đến lời của Diệp Tiêu Dao. Tiếp tục hấp thụ. 15 phút sau. Cảnh giới đại năng cấp 7. Nửa giờ sau, cảnh giới đại năng cấp 8. Giống như cưỡi tên lửa trong vòng chưa đầy một giờ, hắn đã đột phá 3 cảnh giới nhỏ. Chứng kiến Diệp Bắc Minh sắp đột phá cảnh giới đại năng cấp 9. Diệp Tiêu Dao cực kỳ sốt ruột, gãi gãi đầu, túc chủ, người hấp thu nhiều thế làm gì? Để lại cho ta một ít. Chỉ khi tôi bình phục, người mới có thể cứu được Hạ Nhược Tuyết. Người không muốn cứu cô ấy sao? Nghe thấy những lời này. Diệp Bắc Minh đột nhiên khựng lại. Diệp Tiêu Dao thấy có tác dụng, lại bổ sung thêm một câu, người hãy suy nghĩ cho kỹ, những ma khí và quỷ khí này có thể nâng cao cảnh giới của ngươi. Nhưng đối với ta mà nói, nó thực sự hữu ích hơn. Thế này đi, ta nói cho ngươi biết, ở sâu bên trong hang thần ma còn có một bảo vật khác. Chỉ cần bây giờ ngươi mở ra nghĩa địa hỗn độn, để cho ma khí và quỷ khí tiến vào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ mấy giây. Một ý nghĩ. Mở ra nghĩa địa hỗn độn. Một cánh cửa không gian xuất hiện, những ma khí và quỷ khí đó giống như một lỗ đen khác. Tất cả đều từ bỏ cơ thể của Diệp Bắc Minh và lao về phía nghĩa địa hỗn độn. Tốc độ hấp thu nhanh hơn Diệp Bắc Minh gấp 10 lần. Cuối cùng cũng mắc bẫy rồi. Ha 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 ha. Diệp Tiêu Dao hít sâu một hơi, cảm nhận được ma khí và quỷ khí vô tận, hai mắt lập tức đỏ lên hung ác, mẹ kiếp.
Vừa rồi không phải ta đã bảo ngươi mở ra nghĩa địa hỗn độn sao? Tại sao ngươi không mở ra? Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, còn hấp thu không nhiều ma khí và quỷ khí như vậy. Mẹ kiếp, có phải ngươi muốn chết không? Đồ của ta mà ngươi cũng dám trộm. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi sầm xuống, tiền bối, những lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Tiêu Dao cười hung ác, đồ ngu, ngươi không nhìn ra sao? Nghĩa địa hỗn độn này cần được nuôi dưỡng bằng âm khí để phát huy tác dụng lớn nhất. Ma khí và quỷ khí trong hang thần M là âm khí mạnh nhất. Ngươi quá ngu ngốc, nắm giữ nghĩa địa hỗn độn nhiều năm như vậy, lại không tìm hiểu rõ cách sử dụng nơi này. Vừa nói anh ta vừa lắc đầu. Nghĩa địa hỗn độn còn có công dụng gì nữa không? Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. Hắn thực sự không ngờ tới điểm này. Không chỉ là những công dụng khác, lợi ích của nó quả thực quá lớn. Ví dụ như hủy diệt thần hồn của ngươi, cướp đi thân thể của ngươi. Lời nói vừa dứt, Diệp Tiêu Dao vung tay lên, một tia sét từ trong nghĩa địa hỗn độn phóng ra, đánh thẳng vào Diệp Bắc Minh. Bang! Diệp Bắc Minh bay ra ngoài, toàn bộ quần áo đều thành cho bụi. Máu thịt trên bề mặt cơ thể mờ mịt. Nằm thảm hại trên mặt đất, hấp hối, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Phụt, tiền bối, sao người lại đối xử với ta như vậy? Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu. Diệp Tiêu Dao nhếch mép cười, đứng ở cửa vào nghĩa địa hỗn độn, tại sao ư? Ngươi nói xem tại sao? Không phải ngươi thật sự ngây thơ cho rằng ta bằng lòng chết ở nghĩa địa hỗn độn đấy chứ? Sau đó, tất cả những thứ này đều để cho ngươi hưởng hay sao? Diệp Bắc Minh, ngươi thật sự quá ngây thơ, không biết ngươi làm sao có thể có đi đến được ngày hôm nay. Anh ta lắc đầu trêu chọc. Diệp Bắc Minh ho hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu, tiền bối, chỉ có thế thôi sao? Diệp Tiêu Dao cau mày. Cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu tử này bình tĩnh quá. Hừ, ngươi muốn moi tin từ ta, biết được bí mật của nghĩa địa hỗn độn, sau đó giết ta. Diệp Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng. Nhả ra hai chữ, ngây thơ. Sấm sét đến đây. Anh ta giơ tay tóm chặt trong ma khí vô tận. Ma khí biến thành một ngọn giáo và bắn thẳng ra ngoài. Rắc một tiếng sắc nét. Đâm thủng bụng Diệp Bắc Minh, trực tiếp nghiền nát đan điền của hắn, xuyên qua người hắn, đóng đinh hắn vào tế đàn hình tròn. A, à, đan điền của ta, Diệp Tiêu Dao, chết tiệt, người phế đan điền của ta. Mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh đau đớn gầm lên, vô cùng tức giận, giống như phát điên. Ha 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 ha. Diệp Tiêu Dao cười lớn, liếm môi, phản ứng này của ngươi mới đúng. Đan điền của ngươi đã không còn, sức mạnh của ngươi cũng không có chỗ thi triển, chỉ dựa vào thanh kiếm kia. Còn tòa tháp đó, còn không uy hiếp được ta. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn hiện lên tia máu dày đặc, cho nên, Diệp Tiêu Dao, rốt cục ngươi muốn làm gì? Bí mật của nghĩa địa hỗn độn là gì? Diệp Bắc Minh vẻ mặt tuyệt vọng. Diệp Tiêu Dao cười tinh nghịch. Lắc đầu, anh ta quay đầu lại, nhìn sâu hơn vào trong nghĩa địa hỗn độn, ngươi tự mình nhìn vào cũng có thể biết được, không ngờ nghĩa địa hỗn độn đã ở bên ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại không để ý tới những điều này. Nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng nghĩa địa hỗn độn chỉ có một tầng thôi sao? Cái gì? Cơ thể Diệp Bắc Minh run rẩy, đôi mắt hơi co lại. Ngẩng đầu lên, xuyên qua cổng nghĩa địa hỗn độn, nhìn sâu vào bên trong. Sau khi ma khí và quỷ khí vô tận hội tụ, nghĩa địa hỗn độn rõ ràng đã thay đổi. Những khu vực vốn hỗn loạn và không rõ ràng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Một bia mộ thậm chí còn cũ hơn, với đường nét mơ hồ lộ ra trong sự hỗn loạn. Đây là... Diệp Bắc Minh vô cùng chấn động. Diệp Tiêu Dao cười tâu toét, sau khi hấp thu đủ âm khí, nghĩa địa hỗn độn mới lộ ra bộ mặt thật. 10 tấm bia mộ ở tầng ngoài cùng chẳng là cái khỉ gì cả. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ngươi, ngươi thật sự không biết bí mật này rồi. Đáng tiếc, tất cả những gì ngươi làm, đều sẽ để ta hưởng lợi. Thì ra là vậy. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, gật đầu. Giây tiếp theo. Hắn đưa tay ra. Nắm lấy ngọn giáo đang xuyên qua đan điền, trực tiếp rút ra. Diệp Tiêu Dao nheo mắt lại, ai bảo ngươi động đậy? Quỳ xuống. Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn bốn phía, tiền bối, người thật sự không phát hiện ra nơi này có gì khác thường sao? Có gì khác thường? Diệp Tiêu Dao cảnh giác nhìn xung quanh, một dự cảm không tốt truyền đến. Có chút không kiên nhẫn, tức giận hét lên, cho dù có gì khác thường, đan điền của ngươi cũng đã bị phế rồi, ngươi không thể ngăn cản ta được. Ồ! Vậy ư? Diệp Bắc Minh mỉm cười dậm chân một cái. Xung quanh rung chuyển, và một đài hình tròn có đường kính 10.000 mét từ từ nhô lên khỏi mặt đất. Diệp Tiêu Dao nheo mắt lại,
đạo đài luân hồi, ngươi, làm sao có thể? Ngươi giải phóng lĩnh vực luân hồi từ khi nào? Chúc mừng tiền bối, trả lời đúng rồi. Diệp Bắc Minh cười tâu toét, vết thương trên đan điền của hắn trong nháy mắt đã khôi phục, ở trong lĩnh vực luân hồi của ta, tiền bối lại muốn chiếm đoạt thân thể của ta sao? Ngươi! Sắc mặt của Diệp Tiêu Dao đột nhiên thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi. Giây tiếp theo, lộ ra một nụ cười, ha ha ha, túc chủ, ta đùa ngươi thôi mà. Ta cũng là thử ngươi xem có đủ cảnh giác không, ta. Vụt! Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, thân ảnh lóe lên. Bang! Một âm thanh nghèn nghẹt gần như vang lên cùng lúc. Diệp Tiêu Dao bay ra ngoài như một con chó chết, cơ ngực bị xé toạc, xương sườn bị gãy từng tấc một. Cơ thể bị đập vào nghĩa địa hỗn độn, phun ra máu tươi. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, túc chủ, đợi đã. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, đợi cái gì? Ta đùa ngươi mà. À, đúng, đúng, đúng. Mọi người đều chỉ đùa thôi, chuyện này coi như đã qua đi. Diệp Tiêu Dao vừa nói xong, Diệp Bắc Minh dùng 5 ngón tay nắm lấy, cơ thể Diệp Tiêu Dao không tự chủ mà bay ra ngoài. Cổ rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh. Giống như một con gà nhỏ, ai cũng có thể điều khiển được nó. Túc chủ, người đang làm gì vậy? Không phải đang đùa sao? Đôi mắt của Diệp Tiêu Dao nheo lại. Trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Ngón tay Diệp Bắc Minh siết chặt, từ cổ Diệp Tiêu Dao vang lên tiếng răng rắc, xương cổ gần như gãy vụn, ta đùa với người đấy, thế nào? Sao sắc mặt của ngươi lại không được tốt lắm vậy? Không buồn cười à? Không, ha ha ha, buồn cười quá. Sắc mặt Diệp Tiêu Dao trắng bệch, cười lớn, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt, túc chủ, ta thật sự không có ác ý với ngươi. Vừa rồi cũng chỉ là ta nhất thời hồ đồ, xin đừng giết ta, được không? Được thôi. Diệp Bắc Thần lộ ra vẻ mặt vô hại. Thật sao? Diệp Tiêu Dao vừa hỏi. Soạt. Diệp Bắc Minh nắm lấy một cái đùi của anh ta, hung bạo xé toạc, máu nhỏ tí tách xuống đất. Giơ tay lên. 13 cây kim vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ta đã lâu không sử dụng quỷ môn thập tam châm rồi, suýt chút nữa quên mất mình còn có thứ này. Hắn vừa dứt lời, 13 cây kim vàng liền đâm vào trong cơ thể Diệp Tiêu Dao. Như vứt xác xuống dưới chân. A, à, đau quá. Sắc mặt Diệp Tiêu Dao vặn vẹo, một cảm giác đau đớn tràn ngập toàn bộ đầu óc anh ta. Toàn thân co giật và lăn lộn. Đau, đau quá, mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh, tên súc sinh, ngươi đã làm gì ta? A, à, đau, đừng mà, a, à, cứu với, xin ngươi hãy tha cho ta. Túc chủ, ta biết ta sai rồi. Ngay cả Diệp Tiêu Dao đã từng là hỗn độn thể. Lúc này, cũng căn bản không chịu nổi sự dày vò của quỷ môn thập tam châm, căn bản không cần tôn nghiêm, quỳ dưới đất, điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn sâu hơn vào trong nghĩa địa hỗn độn, ở đó là một thế giới xám xịt. Ở vị trí bên ngoài này, cũng có một tấm bia mộ mơ hồ. Rốt cục bí mật của nghĩa địa hỗn độn là gì? Ta nói, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Năm đó, chính trong hang thần ma này, ta ngẫu nhiên có được sự công nhận của nghĩa địa hỗn độn. Sau này ta quá kiêu ngạo, quá tự hào. Ta bị nhà họ Diệp liên thủ giết chết, nếu không phải nghĩa địa hỗn độn cứu ta một mạng, ta chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Chính là bởi vì nghĩa địa hỗn độn mới khiến thần hồn của ta chạy trốn đến nhà tù số 7. Nhưng thần hồn của ta bị thương nặng, chỉ có thể tạo ra một tấm bia mộ, đem linh hồn của ta đặt ở trong đó, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được cơ hội sống lại. Nghe Diệp Tiêu Dao giải thích, trong mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Tiểu tháp, ông nghĩ thế nào? Tiểu tử, có lẽ hắn không nói dối đâu. Diệp Bắc Minh âm thầm gật đầu, tiếp tục hỏi, cho nên, nghĩa địa hỗn độn này rốt cục có tác dụng gì? Diệp Tiêu Dao vội vàng giải thích, đây có lẽ là một không gian hỗn độn. Sở dĩ ngươi gọi nó là nghĩa địa hỗn độn, là bởi vì những bia mộ ở đây khiến nó nhìn giống như một nghĩa địa. Nhưng trên thực tế, đây là một không gian độc lập với mọi vị diện. Có một số cường giả cổ xưa không biết làm thế nào mà tìm được nơi này, bọn họ hét lên rằng họ giữ linh hồn trong bia mộ để tránh luân hồi. Sức mạnh âm khí được truyền vào đây có thể mở ra những khu vực sâu hơn trong nghĩa địa hỗn độn. Diệp Bắc Minh cau mày, làm sao ngươi biết? Diệp Tiêu Dao giải thích, một cơ hội ngẫu nhiên, ta hấp thụ một lượng lớn âm khí, tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Kết quả là, đã mở ra một góc ở phần sâu nhất. Diệp Bắc Minh cau mày, ngoài ra, nghĩa địa hỗn độn còn có bí mật nào khác không? Diệp Tiêu Dao nói, ta chỉ biết có bấy nhiêu. Ngươi thật sự có thể cứu được Hạ Nhược Tuyết sao? Hậu quả của việc lừa ta ngươi biết chứ? Việc này, đại nhân, xin lỗi, ta không thể làm được.
Diệp Bắc Minh cười lạnh, nếu đã như vậy, giữ ngươi lại có ích lợi gì? Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Sức mạnh rực cháy của phần thiên chi diễm cuồn cuộn, khiến Diệp Tiêu Dao kinh hãi lùi lại, đừng mà. Ta không muốn chết, ta còn có bảo bối, ta sẽ cho ngươi hết. Vừa nói, anh ta lao tới tấm bia mộ thứ ba như một con chó điên và đào đất dưới bia mộ lên. Đào ra một tấm bản đồ rách nát. Túc chủ, ô không, Diệp Bắc, Diệp công tử, Diệp đại nhân, ta xin dâng tặng tấm bản đồ báu này cho ngài, chỉ cầu ngài tha mạng cho ta. Diệp Tiêu Dao điên cuồng dập đầu, tấm bản đồ báu này ghi lại vị trí của binh khí ma đế ở nơi sâu nhất trong hang thần ma. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, binh khí ma đế. Đúng vậy, một vị hoàng đế tối cao của ma tộc, sau khi qua đời, nơi này liền biến thành một vùng đất chết. Diệp Tiêu Dao nhìn thấy có hy vọng, vội vàng gật đầu, sau cái chết của đại đế ma tộc, vô số người ma tộc và yêu tộc đến đây chỉ để tìm binh khí đế ma. Kết quả là có rất nhiều yêu ma đã chết ở đây. Theo thời gian, nơi này biến thành hang thần ma, cũng trở thành phần mộ của vô số yêu ma. Diệp Tiêu Dao quỳ trên mặt đất. Anh ta giơ nửa tấm bản đồ rách lên trên đầu, kích động nói, đại nhân, chỉ cần ngài tha mạng cho ta. Thứ này sẽ là của ngài. Diệp Bắc Minh buồn cười, giết ngươi rồi, tấm bản đồ này cũng sẽ là của ta. Ngươi! Diệp Tiêu Dao nheo mắt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, mẹ kiếp. Vậy mà ngươi vẫn còn muốn giết ta? Tại sao, ta cho ta một lần không được sao? Nếu ngươi muốn giết ta, tại sao ngay từ đầu lại cứu ta? Tại sao? Ngươi muốn giết ta, không thể nào. Diệp Tiêu Dao ngưng tụ toàn bộ sức lực, cực kỳ điên cuồng lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, tung ra một cú đấm. Phần thiên chi diễm cùng lúc lao xuống. Quỳnh, ngọn lửa bùng cháy. A, à, Diệp Bắc Minh, ngươi thật tàn nhẫn, sao không tha cho ta? Diệp Tiêu Dao hét lên mấy tiếng, hoàn toàn biến thành cho bụi. Tấm bia mộ thứ ba khẽ rung lên. Biến thành bột, tiêu tán theo gió. Diệp Bắc Minh nảy ra một ý nghĩ, một sức mạnh quét qua, tấm bản đồ rách bay tới, mở ra xem. Quả nhiên, là bản đồ tầng trong của hang thần ma, có rất nhiều dấu vết sửa đổi. Xem ra có người không ngừng khám phá, cuối cùng để lại tấm bản đồ này. Nhưng, ở chỗ sâu nhất của hang thần ma thực sự có binh khí ma đế sao? Diệp Bắc Minh thấp giọng nói. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tiểu tử, bổn tháp quá hiểu ngươi rồi. Ngươi muốn có được một binh khí đại đế. Gần như là không thể. Nếu có cơ hội lấy được một binh khí ma đế từ hang thần ma, người nhất định sẽ mạo hiểm thử xem. Tiểu tháp, vẫn là ông hiểu tôi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Cất nửa tấm bản đồ đi. Cùng lúc đó, di chuyển ánh mắt, rơi vào phía sâu trong nghĩa địa hỗn độn. Suy nghĩ một lát. Đi sâu hơn vào bên trong, một lúc sau, hắn đã đứng trước tấm bia mộ cổ đó. Chữ trên đó là chữ cổ, Diệp Bắc Minh không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn vào phía sâu hơn 10 mét, khí hỗn độn làm mờ đi tất cả. Diệp Bắc Minh muốn đi tới, nhưng lại bị một sức mạnh cực kỳ cường đại chặn lại, đẩy hắn quay lại. Xem ra âm khí hấp thụ vẫn chưa đủ. Diệp Bắc Minh cau mày. Vừa rồi, khi hắn giao chiến với Diệp Tiêu Dao, nghĩa địa hỗn độn đã ngừng hấp thu ma khí và quỷ khí, đợi sau khi tiến sâu vào hang thần ma sẽ hấp thụ thêm một chút ma khí và quỷ khí thử xem, không chừng có thể mở ra nhiều khu vực trong nghĩa địa hỗn độn hơn. Chỉ là tấm bia mộ này, bên trong nó cũng có một đạo thần hồn sao? Anh ta là bạn hay thù? Diệp Bắc Minh vẫn cau mày. Sự việc của Diệp Tiêu Dao khiến hắn hết sức cảnh giác. Đủ để chứng minh rằng không phải thần hồn nào trong nghĩa địa hỗn độn này cũng thân thiện với hắn. Ý, đây là cái gì? Ánh mắt Diệp Bắc Minh tập trung vào tấm bia mộ này. Ở vị trí trung tâm dường như bị thứ gì đó vấy bẩn, che mất thứ gì đó. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị lau sạch thứ đó. Khoảnh khắc tiếp xúc với tấm bia mộ. Quỳnh. Một sức mạnh không thể ngăn cản đánh tới, tay Diệp Bắc Minh dán chặt vào tấm bia mộ. Trong giây lát, máu sôi lên. Thần lực trong đan điền gầm lên, giống như sông vỡ bờ, tất cả đều chảy qua bàn tay tiếp xúc với tấm bia mộ, chảy điên cuồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tiểu tử, sao thế? Ta cảm giác được sức mạnh của ngươi đang hao mòn nhanh chóng. Diệp Bắc Minh hét lên, tiểu tháp, tấm bia mộ này có vấn đề, nó sắp hút cạn tôi rồi. Tiểu tháp, ra tay. Một tiếng hét giận dữ. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lao ra, trực tiếp đập vào tấm bia mộ. Keng, một tiếng kim loại vang lên. Tấm bia mộ khẽ rung lên, như đang than khóc.
Một làn sóng năng lượng dâng trào, Diệp Bắc Minh trực tiếp bay ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, rơi xuống tế đàn hình tròn bên ngoài. Tiểu tử, cậu thế nào? Tôi không sao. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cơ thể cảm thấy yếu ớt, chỉ là toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị tấm bia mộ kia hút hết rồi. Kỳ lạ, tấm bia mộ kia dường như không có ác ý gì với tôi, chỉ là cực kỳ tham lam muốn hút đi sức mạnh trong cơ thể tôi mà thôi. Còn chưa nói xong. Ai? Diệp Bắc Minh hết sức cảnh giác. Nhìn chằm chằm cách đó không xa, một bóng người nhanh chóng lao tới, loạng choạng, trên người đầy máu. Là cô. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, người trước mặt chính là người phụ nữ mặc áo choàng. Thánh nữ Hỗn Nguyên Tông, Triệu Thanh Tuyệt. Sao cô lại ở đây? Triệu Thanh Tuyệt đeo khăn che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu. Vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cô ta liền có vẻ thở phào nhẹ nhõm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy viên đan dược, nuốt vào, nhanh chóng vận công trị thương. Rõ ràng là cô ta đã bị thương. Nhưng còn những người xung quanh cô ta đâu? Lười suy nghĩ. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Sức lực trong cơ thể hắn đã bị tấm bia mộ đó hút cạn, lúc này bề ngoài hắn mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, thật sự rất khó đối phó. Đợi đã, vị công tử đây là người nhà họ Diệp đúng không? Tôi tên là Triệu Thanh Tuyệt, đến từ Hỗn Nguyên Tông. Triệu Thanh Tuyệt nhanh chóng giới thiệu bản thân. Triệu Thanh Tuyệt, không quen biết. Diệp Bắc Minh cũng không quay lại, định rời đi. Không quen biết. Triệu Thanh Tuyệt ngây ra, đây là lần đầu tiên cô ta nghe nói có người không biết mình. Làm sao có thể, cô ta là kiều nữ thiên hạ xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng đế huyết cơ mà. Còn là tuyệt thế mỹ nữ xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng thần nữ. Có ai trên thế giới không biết cô ta? Sau một lúc thất thần ngắn ngủi, Triệu Thanh Tuyệt nhận ra rằng Diệp Bắc Minh trông không giống như đang giả vờ. Diệp công tử, đợi một chút, giúp tôi. Cô ta không để ý đến vết thương, trực tiếp lao ra ngoài. Cô ta nắm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh, kích động. Tấm màn che đã rơi xuống một bên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Triệu cô nương, tôi thật sự không biết cô. Lúc này, một tiếng cười nham hiểm vang lên, ha 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 ha. Chạy nhanh đấy. Yo, Diệp Bắc Minh cũng đang ở đây, xem ra vận may của ta cũng không tồi. Triệu Thanh Tuyệt quay đầu lại nhìn. Diệp Tiên Phàm xuất hiện cùng với hơn chục ông già, ai nấy đều mặc áo choàng đen. Trên người anh ta mang tử ý lạnh lùng, vừa xuất hiện, hàng chục bóng người liền tản ra và vây quanh anh ta. Diệp công tử, giúp tôi với. Triệu Thanh Tuyệt vừa lên tiếng. Vụt, một bóng người nhanh chóng lùi lại, vừa quay đầu lại nhìn, Diệp Bắc Minh lại bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại. Chạy rồi, chạy rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, không tồn tại. Triệu Thanh Tuyệt sửng sốt. Hử, Diệp Tiên Phàm ngây ra. Một giây tiếp theo, anh ta bật cười. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, ngươi chạy cái gì chứ? Sức uy hiếp của bổn công tử đáng sợ như vậy sao? Đại nhân, xem ra tên xúc sinh này biết mình không phải đối thủ của ngài, cho nên mới bỏ chạy. Ông lão lưng gù ở một bên vui vẻ nói. Diệp Tiên Phàm cười lạnh, chạy. Hắn chạy được sao, đuổi theo hắn cho ta. Hơn chục ông già biến thành làn khói đuổi theo. Cho dù thần lực của Diệp Bắc Minh cạn kiệt. Sử dụng thúc địa thành thốn, tốc độ của hắn vẫn rất đáng sợ. Mẹ kiếp, tiểu tử này sao có thể chạy nhanh như vậy? Thân pháp của hắn rất kỳ quái, mỗi bước hắn đi, lại có sức mạnh pháp tắc đang vặn vẹo. Chỉ là rất kỳ lạ thôi, tại sao lại không có dao động thần lực? Hơn chục ông già bối rối. Quan tâm làm gì, đuổi theo tra hỏi là biết thôi. Có người lắc đầu. Tăng tốc lên. Cùng lúc đó, Diệp Tiên Phàm liếm môi, thánh nữ, cô còn muốn chạy sao? Đợi ta thưởng thức thánh nữ xong rồi sẽ ăn thánh nữ nhé. Triệu Thanh Tuyệt hét lớn, cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Cô ta lấy ra một tấm thần phù, phun một ngụm máu vào đó. Thần phù cháy rụi, hóa thành một vệt huyết quang, quấn lấy Triệu Thanh Tuyệt, bay về phía xa. Diệp Tiên Phàm sầm mặt, chạy đi, tiếp tục chạy đi. Để ta xem ngươi có thể chạy được bao xa. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh dừng bước, quay đầu lại nhìn. Mười mấy ông già kia đã bị hắn bỏ rơi. Suy nghĩ một lát, hắn lấy ra một nửa tấm bản đồ của Diệp Tiêu Dao, chỉ vào một vị trí hiện tại của ta có lẽ là ở chỗ này. Đi về phía trước, tổng cộng có 3 con đường, trong đó có 2 con đường đã được thăm dò và một chữ X đã được vẽ ra. Có lẽ là con đường thứ 3 này. Vừa định rời đi, từ phía sau truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. A.MAU tránh ra. Diệp Bắc Minh quay đầu lại.
nhìn thấy một bóng người đang lao về phía mình, chính là Triệu Thanh Tuyệt. Tốc độ của cô ta cực kỳ nhanh, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô ta thì có vẻ như cô ta không thể dừng lại. Giây tiếp theo, Triệu Thanh Tuyệt sắp đâm vào ngực Diệp Bắc Minh, cô ta vội vàng nhắm mắt lại. Thân ảnh Diệp Bắc Minh lóe lên, Triệu Thanh Quyết bay qua người hắn, binh một tiếng, va vào một tảng đá, đầu đập xuống đất. Hu hu hu, đau quá. Triệu Thanh Tuyệt bật khóc, ôm đầu đứng dậy. Nhìn thoáng qua, trên trán có một vết sưng lớn. Triệu Thanh Tuyệt trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, sao anh không đón lấy ta? Diệp Bắc Minh nhún vai, là cô bảo tôi tránh ra mà. Anh! Triệu Thanh Tuyệt không nói nên lời, hít một hơi thật sâu, vậy được. Tại sao vừa rồi anh lại chạy trốn một mình? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, bà cô, có nguy hiểm tại sao tôi không chạy? Anh! Triệu Thanh Tuyệt cứng họng, rất có lý, không tìm được lý do gì để phản bác, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lẽ nào anh trơ mắt nhìn tôi chết sao? Tôi không nhìn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không phải chạy trốn sao? Anh, phụt. Triệu Thanh Tuyệt phun ra một ngụm máu. Trực tiếp ngã xuống đất, khí huyết không tâm, hôn mê tại chỗ. Lại ngất xỉu rồi. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn lại lần nữa, xoay người rời đi. Đợi một chút. Triệu Thanh Tuyệt một tay nắm lấy chân của Diệp Bắc Minh trong mơ hồ, anh thật sự mặc kệ tôi sao? Tên anh là Diệp Bắc Minh đúng không? Quá đáng, anh thật quá đáng. Diệp Bắc Minh cau mày, bà cô, chúng ta không quen biết nhau phải không? Anh còn gọi tôi là bà cô. Triệu Thanh Tuyệt khóc không ra nước mắt. Ta vẫn là một cô gái tươi trẻ đấy. Lại bị tiểu tử này gọi là bà cô. Tức chết đi được. Bỏ đi, nhịn, ta nhịn. Triệu Thanh Tuyệt nói như đang cầu xin, cứu tôi với, tôi thật sự không còn sức lực nữa rồi. Diệp Bắc Minh liếc nhìn chân mình một cái. Bị một bàn tay ngọc giữ chặt. Vậy mà không có sức. Tôi nghĩ cô vẫn khỏe lắm. Rất quả quyết, trực tiếp gạt tay Triệu Thanh Tuyệt ra. Đi thẳng vào sâu trong hang thần ma. Triệu Thanh Tuyệt hoàn toàn tuyệt vọng, lại có người có thể lờ đi dung mạo của cô ta. Diệp công tử, chỉ cần anh cứu tôi sẽ cho anh vật này. Hả? Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trong tay Triệu Thanh Tuyệt đang cầm một viên đan dược. Cho dù được bọc trong một lớp màng đan, hắn vẫn cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ thuần khiết. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, đây là cái gì? Giọng nói của Triệu Thanh Tuyệt trở nên lạnh lùng, Tam Diệu Bất Tử Đan, một bản sao của Cửu Diệu Bất Tử Đan trong truyền thuyết. Cửu Diệu Bất Tử Đan, chưa từng nghe qua. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Triệu Thanh Tuyệt lạnh lùng nói, Cửu Diệu Bất Tử Đan trong truyền thuyết, sau khi tu võ giả sử dụng, không những có thể nâng cao cảnh giới rất nhiều. Còn có một tác dụng kỳ diệu nữa, sau khi uống đan dược này, ngay cả máu thịt cũng sẽ hóa thành xương máu. Có thể lập tức tổ chức lại, toàn bộ thực lực được phục hồi mà không bị hạ cảnh giới, tương đương với một lần có được cơ thể bất tử. Lợi hại như vậy sao? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Nếu là thật thì quá mạnh rồi. Hóa thành xương máu, lại có thể tổ chức lại ngay lập tức. Còn không bị hạ cảnh giới. Diệp Bắc Minh cau mày, nhưng cô nói viên này là Tam Diệu Bất Tử Đan, hiệu quả có thể giống nhau sao? Triệu Thanh Tuyệt cười gượng, không thể khiến anh chết đi sống lại một lần. Nhưng ít nhất có thể khiến anh đang bị trọng thương liền lập tức bình phục. Chỉ cần Diệp công tử hứa sẽ cứu tôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, viên đan dược này sẽ là của anh. Diệp Bắc Minh cười nói, nếu viên đan dược này lợi hại như vậy, cô đang bị thương, sao không tự mình uống đi? Triệu Thanh Tuyệt giải thích, sau khi uống viên đan dược này, tuy là mọi thứ sẽ được khôi phục. Nhưng, chỉ duy trì một giờ, sau một giờ, sẽ suy nhược 3 ngày 3 đêm. Nếu bây giờ tôi uống, trong vòng một giờ căn bản sẽ không thể rời khỏi hang thần ma, nếu không phải bất đắc dĩ, không thể ăn. Thì ra là vậy. Chốt kèo. Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Tam Diệu Bất Tử Đan rơi vào tay hắn. Một nguồn sức mạnh cực kỳ thuần khiết truyền vào tay hắn. Đốt cháy như một mặt trời nhỏ. Viên đan dược này, có phải có công thức không? Đây là bảo bối tối thượng của Hỗn Nguyên Tông, ta không biết. Triệu Thanh Tuyệt lắc đầu. Diệp Bắc Minh không hỏi thêm gì nữa. Quay lại nhìn Triệu Thanh Tuyệt, còn đi được không? Được. Diệp Bắc Minh đỡ cô ta dậy, hai người cứ thế đi về phía trước. Hai chân Triệu Thanh Tuyệt mềm nhũn, cả người ngã xuống đất. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô như vậy căn bản không thể đi được. Triệu Thanh Tuyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Diệp công tử, anh có thể cõng tôi được không? Cõng cô. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười, đây là một cái giá khác. Ý gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Thanh Tuyệt có chút nghi hoặc. Diệp Bắc Minh thẳng thắn nói,
trong tay thánh nữ có lẽ có rất nhiều bảo bối đúng không? Viên tam diệu bất tử đan vừa rồi chỉ là khiến tôi hứa sẽ cứu cô, không nói sẽ cõng cô đúng không? Tôi hiểu rồi. Triệu Thanh Tuyệt lập tức hiểu ra, nghiến răng. Bàn tay ngọc lật lại, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên cửu diệu bất tử đan khác. Diệp Bắc Minh không nói một lời, ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Thanh Tuyệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Thanh Tuyệt đỏ bừng, cô chưa bao giờ tiếp xúc như vậy với đàn ông, nằm trên lưng người ta. Đợi một lúc, Triệu Thanh Tuyệt không có bất kỳ phản ứng gì. Làm gì đấy, lên đi. Diệp Bắc Minh quay đầu lại, không đi thì thôi, đó là lựa chọn của cô. Ý, đừng. Triệu Thanh Tuyệt đột nhiên trở nên gấp gáp, nếu rơi vào tay Diệp Tiên Phàm, không chỉ sẽ chết, đến trinh tiết cũng không giữ được. Trực tiếp trèo lên lưng Diệp Bắc Minh. Một cặp vật mềm trước ngực đập vào tấm lưng cơ bắp. Vô cùng đàn hồi. Triệu Thanh Tuyệt cũng cảm thấy như vậy, thân thể mảnh khảnh thẳng lên, trở nên cứng ngắc. Cô như vậy tôi làm sao cõng được? Diệp Bắc Minh duỗi hai tay ra, trực tiếp ôm lấy bên trong đùi của Triệu Thanh Tuyệt, khóa chặt lại. A! À, Triệu Thanh Tuyệt hét lớn, anh làm gì vậy? Diệp Bắc Minh cau mày, bà cô chưa từng thấy người khác cõng người à? Ta không tóm lấy đùi cô thì chẳng phải cô sẽ ngã xuống sao? Nhưng, tôi... Triệu Thanh Tuyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô. Diệp Bắc Minh cũng lười giải thích. Dậm chân một cái, nhanh chóng lao ra ngoài. Bang một tiếng, đáp xuống cách đó hàng nghìn mét. Đá trên mặt đất nứt ra. Do quán tính, thân thể Triệu Thanh Tuyệt đập xuống, cặp đồ vật trước ngực có lực đàn hồi cực lớn đập vào lưng Diệp Bắc Minh. Vị trí đùi còn nóng hơn. Cho dù được ngăn cách bởi quần áo, cũng có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của Diệp Bắc Minh. Trời ơi, sao lại như vậy được? Triệu Thanh Tuyệt xấu hổ tức giận muốn chết, nhưng lại không thể làm gì được. Lúc này, Diệp Bắc Minh nhảy lên, mang theo Triệu Thanh Tuyệt bay lên, một lần nữa nặng nề đáp xuống đất. Cứ như vậy, một lên một xuống. Nửa canh giờ trôi qua, Triệu Thanh Tuyệt đột nhiên phát hiện thân pháp của Diệp Bắc Minh quá kỳ lạ. Không đúng, tại sao anh ta vẫn không sử dụng thần lực, hình như luôn dùng tốc độ của cơ thể để tiến về phía trước. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Tuyệt ngây ra. Không sử dụng thần lực mà đã có tốc độ như này, nếu sử dụng thần lực thì tốc độ sẽ như thế nào? Cùng lúc đó, Diệp Tiên Phàm và hơn chục ông già mặc áo choàng đen xuất hiện tại địa điểm trước khi cả hai xuất phát. Xem ra hai người này đã chạy trốn cùng nhau. Dựa theo biểu hiện của Liệp Hồn Khuyển, bọn chúng có lẽ đã tiến vào tầng trong của hang thần ma. Một ông già dắt trong tay một con chó đen nói. Con chó đang nhe răng, cảnh giác nhìn về một hướng nào đó. Liệp Hồn Khuyển. Chỉ cần nhớ được khí tức, cho dù người này chỉ còn lại một đạo thần hồn, nó vẫn có thể ngửi được. Tiếp tục đuổi theo. Diệp Tiên Phàm sầm mặt. Ông lão dắt Liệp Hồn Khuyển cau mày, Diệp công tử, chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu. Chúng ta ra tay chỉ giới hạn ở tầng ngoài và tầng giữa của hang thần ma. Một khi tiến vào tầng trong của hang thần ma, thù lao mà anh cho chúng tôi. Còn chưa nói xong. Diệp Tiên Phàm hóa thành một cơn gió, đáp xuống trước mặt ông lão đang dắt Liệp Hồn Khuyển. Hãy giơ tay lên xé nát đầu ông ta, nuốt chửng thần hồn. Gâu 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 gâu. Liệp Hồn Khuyển sợ hãi đến mức nằm trên mặt đất, không ngừng gầm gừ. Sắc một tiếng. Đầu của Liệp Hồn Khuyển cũng bị Diệp Tiên Phàm dẫm nát, còn ai có ý kiến nữa không? Không có. Những ông lão khác đều cảm thấy ớn lạnh, toàn bộ đều lắc đầu. Khóe miệng Diệp Tiên Phàm hiện lên một nụ cười cực kỳ nham hiểm, vậy mau đuổi theo tiếp cho ta. Nếu không bắt được tên khốn đó, các người cũng sẽ có kết cục như ông ta. Nửa ngày sau, theo tấm bản đồ còn sót lại của Diệp Tiêu Dao, Diệp Bắc Minh đã thâm nhập sâu vào tầng bên trong của hang thần ma. Diệp công tử, anh lấy tấm bản đồ này từ đâu vậy? Vẻ mặt Triệu Thanh Tuyệt chấn động. Cô ta đã từng đi vào tầng bên trong hang thần ma, nhưng mới đi sâu vào được khoảng 100 dặm. Diệp Bắc Minh đã dẫn theo cô đi cả nửa ngày, ít nhất cũng phải 2.000 dặm trở lên. Đây là khái niệm gì chứ? Cho dù là cô ta, có dẫn theo 7, 8 cảnh giới tế đạo, cũng phải đi ít nhất nửa tháng. Hơn nữa, trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều ma thú. Nhưng tấm bản đồ trong tay Diệp Bắc Minh lại khiến hai người đi rất thuận lợi, mới chỉ mất nửa ngày đã đi vào sâu 2.000 dặm. Trên đường hầu như không gặp phải quái vật nào. Cho dù cảm nhận được khí tức của quái vật, cũng sẽ men theo rìa lãnh thổ của nó, nhanh chóng vượt qua, căn bản không hề kinh động đến đám quái vật đó. Nghỉ ở đây một lát đi. Diệp Bắc Minh không giải thích. Đặt Triệu Thanh Tuyệt xuống. Khi hai người đối mặt nhau, Diệp Bắc Minh liền ngây ra.
Diệp công tử, anh bị sao vậy? Triệu Thanh Tuyệt nhìn theo ánh mắt của Diệp Bắc Minh, cúi đầu nhìn, a. Một tiếng hét 120 decibel. Bắt đầu từ ngực, đến chiếc bụng phẳng, còn có vùng bí ẩn dưới đan điền của cô. Đã ướt đẫm mồ hôi. Một tầm nhìn không hề bị cản trở. Anh còn nhìn nữa. Triệu Thanh Tuyệt gấp gáp. Theo bản năng, đưa tay che mắt Diệp Bắc Minh, vì cõng quá lâu, hai chân đã tê dại rồi. Khoảnh khắc vừa nhấc chân lên. Đầu gối cô ta mềm nhũn, cả người quỳ xuống đất. Hai người mặt đối mặt, trực tiếp quỳ ở trước mặt Diệp Bắc Minh, do quán tính, thân thể không ngừng lao về phía trước. Đụng phải Diệp Bắc Minh. Chết tiệt, cô đang làm gì vậy? Diệp Bắc Minh bối rối. Lúc này hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy mái tóc dài của Triệu Thanh Tuyệt, còn có sự hào phóng ẩn giấu. Tôi! Triệu Thanh Tuyệt ngẩng đầu, mặt đỏ như quả táo, thân thể không ngừng run rẩy. Trời ơi, vừa rồi là cái gì? Cái kia, cái thứ đó. Hít! Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Mẹ kiếp! Triệu Thanh Tuyệt là một đại mỹ nữ, một mỹ nữ tuyệt đối đỉnh cao. Hoàn hảo, Diệp Bắc Minh không có hứng thú với cô ta, nhưng không có nghĩa hắn không phải đàn ông. Một mỹ nữ quỳ dưới chân mình trong tư thế này, mà lại tiếp xúc gần gũi với hắn như vậy. Hắn làm sao có thể không phản ứng? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục buồn cười nói, tiểu tử, cậu cố ý đúng không? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, tiểu tháp, ông còn không biết tôi sao? Thật oan uổng. Hơn nữa, tôi cũng không hề động đậy, cô ta tự mình lao tới. Ha 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 ha, tôi hiểu cậu quá mà. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lớn. A. À. Triệu Thanh Tuyệt phản ứng lại hét lên một tiếng. Đừng hét nữa. Diệp Bắc Minh vô thức đưa tay ra, bịt miệng cô. Triệu Thanh Tuyệt trợn to hai mắt, đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh suốt 15 phút, bây giờ được rồi, tôi thả cô ra, cô đừng la hét nữa. Chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm. Cô cũng thấy tôi không có động tác gì, là do cô bất cẩn. Trong đôi mắt đẹp của Triệu Thanh Tuyệt hiện lên một tia lửa giận. Cô theo bản năng cúi đầu liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Như muốn nói, anh còn nói không có động tác gì. Diệp Bắc Minh từ từ buông Triệu Thanh Tuyệt ra. À, một giờ sau, Triệu Thanh Tuyệt ngồi khoanh chân một bên, vết thương đã phần nào hồi phục. Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng là tràn ngập sự tức giận sâu sắc, Diệp Bắc Minh. Đồ cặn bã, nếu anh dám nói một lời về chuyện này, tôi, Triệu Thanh Tuyệt, cam đoan tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ giết anh. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Còn không liên quan gì đến anh. Anh thật quá đáng, tôi giết anh. Triệu Thanh Tuyệt vô cùng tức giận. Chém ra một nhát kiếm. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, một cơn ớn lạnh thoáng qua. Thân ảnh lóe lên, hắn từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Thanh Tuyệt. Anh làm gì đấy? Triệu Thanh Tuyệt kinh ngạc, ư. Giây tiếp theo. Một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại. Hắn nhanh chóng rút lui, tìm kiếm một góc của hang thần ma, xung quanh bốn phía nhấp nhô, có một chỗ ẩn nấp. Hai người trốn ở bên trong, bên ngoài không ai có thể nhìn thấy được. Trời chúa ơi, không phải hắn muốn. Cơ thể Triệu Thanh Tuyệt cứng đờ. Bởi vì cô được ôm trong lòng Diệp Bắc Minh nên hai người rất gần gũi với nhau, cơ thể cô cứng đờ, lại chạm vào nơi nào đó của Diệp Bắc Minh. Vô cùng hợp nhất. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã kéo cô ra sau tảng đá, hơi buông lỏng tay. Anh muốn làm gì? Giọng nói của Triệu Thanh Tuyệt run run, hơi thở cực kỳ gấp gáp. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cảnh cáo, nếu cô còn la hét bừa bãi, tôi bảo đảm cô sẽ chết rất thảm đấy. Anh còn uy hiếp tôi. Triệu Thanh Tuyệt mất bình tĩnh, đang định nói. Chỉ thấy. Diệp Bắc Minh hét lên, tiểu tháp, giải phóng năng lượng hỗn độn. Quỳnh. Từ trong người Diệp Bắc Minh, một lượng lớn năng lượng hỗn độn tuôn ra. Bao trùm hai người. Gần như cùng lúc đó, một tiếng gầm cực kỳ cuồng bạo vang lên. Một con rết đen dài hàng chục nghìn mét và có vô số chân xuất hiện. Nó thực sự có 9 cái đầu rồng. Mỗi đầu rồng đều có hàm răng như dao. Gầm gào. Nó không ngừng gầm gừ, nhìn xung quanh và rõ ràng đã ngửi thấy mùi của hai người họ. Điên cuồng. Đẫm máu. Hết lần này đến lần khác, nó bỏ qua người họ. Bởi vì năng lượng hỗn độn nên sự tồn tại của hai người không bị phát hiện. 15 phút sau, con rết 9 đầu cuối cùng cũng tức giận bỏ đi. Trời ơi, ma rết 9 đầu, một con quái vật đáng sợ có thể so sánh với cảnh giới tế đạo cấp 9. Nếu vừa rồi bị phát hiện, chúng ta nhất định sẽ chết. Ngay lập tức phản ứng lại. Là anh đã cảm nhận được trước, nên mới làm như vậy với tôi. Diệp Bắc Minh liếc cô một cái, nếu không thì cô tưởng tôi muốn làm gì.
tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Thanh Tuyển đỏ bừng, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cảm ơn Diệp công tử. Diệp Bắc Minh thu hồi năng lượng hỗn độn, được rồi, thực lực của cô cũng đã khôi phục một chút rồi, tạm biệt tại đây đi. Nói xong, hắn chủ động đuổi theo hướng của con ma rết chín đầu. Triệu Thanh Tuyệt trợn tròn hai mắt, hắn thật dũng cảm. Nếu tiếp tục ở lại, gặp phải quái vật khác, chắc chắn cô sẽ chết. Chỉ có đi theo Diệp Bắc Minh mới có cơ hội sống sót. Diệp công tử, đợi tôi với. Cô nhanh chóng đuổi theo. Diệp Bắc Minh sắc mặt ngưng trọng, vừa đuổi theo vừa truyền âm, tiểu tháp, tấm bản đồ nói, sau khi binh khí ma đế lưu lại hang thần ma thì bị những quái vật to lớn đó ngày đêm thờ phụng. Đi theo con ma rết chín đầu này, có phải có thể tìm thấy binh khí ma đế không? Mọi việc thì an toàn vẫn là quan trọng nhất, tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm giọng nói, cậu còn chưa khôi phục thần lực, nếu thật sự gặp phải quái mật cảnh giới tế đạo cấp 9, sẽ rất bị động. Có năng lượng hỗn độn trong tay, chắc sẽ không sao. Diệp Bắc Minh lắc đầu, phóng thích ra năng lượng hỗn độn. Bao bọc cơ thể và che đậy tất cả khí tức. Theo tuyến đường của ma rết chín đầu, vừa đi được vài nghìn mét thì nhìn thấy đuôi của nó. Đột nhiên, con ma rết chín đầu đột nhiên quay người lại, chín đầu rồng hung hãn nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giật mình, vội vàng đứng tại chỗ, bị phát hiện rồi. Không thể nào. Tiểu tử, bị phát hiện không phải là cậu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Diệp công tử, anh chờ tôi với. Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi, chết tiệt, cô ta đi theo làm gì chứ? Triệu Thanh Tuyệt vừa ló đầu ra, con ma rết chín đầu liền lao tới. Gió tanh phả đến. Khí tức chết chóc đã khóa chặt cô ta ngay lập tức. Cái miệng đẫm máu há to, hướng về phía Triệu Thanh Tuyệt mà cắn. Răng nanh chết chóc, gió tanh mưa máu. Triệu Thanh Tuyệt cứng đờ tại chỗ. Cô ta sợ hãi đến nỗi chân nhũn ra, nhanh chóng phản ứng và ném ra vài thứ vũ khí để chống trả. Rắc! Một cái đầu rồng trong 9 cái đầu rết ma cắn nát vũ khí được ném ra ngay tại chỗ. 8 đầu rồng còn lại lao về phía Triệu Thanh Tuyệt. Mình sắp chết sao? Triệu Thanh Tuyệt cười khổ, ký ức hiện lên trong đầu cô ta như một chiếc đèn kéo quân. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bay tới, vô cùng thuần thục ôm lấy vòng eo thon thả của cô ta và lùi lại mà không chút do dự. Cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay này quá quen thuộc. Diệp công tử, là anh. Triệu Thanh Tuyệt rất hưng phấn. Diệp Bắc Minh quát to, sao cô lại đi theo tôi? Cô không thể ở yên tại chỗ chữa thương được sao? Đôi mắt của Triệu Thanh Tuyệt đỏ hoe, Diệp công tử, thật xin lỗi, tôi. Câm miệng. Diệp Bắc Minh quát khẽ. Con rết ma chín đầu phía sau có đôi mắt đỏ như máu, chín đầu rồng của nó phun ra từng luồng nọc độc màu xanh lục, quét đến như lũ lụt. Xèo xèo xèo. Nham thạch bị tan chảy, khói độc màu xanh lá cây bốc lên. Cẩn thận, nọc độc của con rết ma chín đầu rất đáng sợ, tôi đã từng thấy một vị tiền bối cảnh giới tế đạo cấp 8 bị dính phải và chết ngay lập tức. Diệp Bắc Minh cau mày, nắm chặt. Dậm chân một cái, anh nhảy ra xa cả cây số. Con rết ma chín đầu giống như một ngọn núi khổng lồ, lăn qua lộn lại, cả mặt đất đều rung chuyển. Có chuyện gì vậy, đi xem đi. Cách Diệp Bắc Minh không xa. Đám người Diệp Tiên Phàm nhanh chóng di chuyển về hướng rung động. Vừa đi đến cách đó không xa thì nhìn thấy Diệp Bắc Minh một tay ôm Triệu Thanh Tuyệt lao về phía anh ta. Diệp Bắc Minh, ha ha ha. Diệp Tiên Phàm mỉm cười, khóe miệng mang theo vẻ thích thú, nhìn thấy bổn công tử sợ hãi như vậy sao? Chỉ biết chạy trốn một cách chật vật thôi sao? Ngăn anh ta lại cho tôi, đừng để anh ta trốn thoát. Dạ. Mười mấy ông lão mặc áo bào đen gật đầu, đồng loạt tiến lên chuẩn bị ngăn cản. Vèo. Thế nhưng Diệp Bắc Minh lại như tia chớp bay vút qua, trong nháy mắt xuyên qua lớp phòng thủ của mười mấy ông lão áo đen, thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn họ. Diệp Bắc Minh, nhìn thấy bổn công tử còn không quỳ xuống. Diệp Tiên Phàm lạnh lùng hét lên. Chặn con đường duy nhất mà Diệp Bắc Minh phải đi qua. Bùm. Cơ thể của hai người va chạm mạnh vào nhau. Phụt. Trong nháy mắt khi Diệp Tiên Phàm bay ra ngoài, trong mắt anh ta tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Trong miệng phun ra hơn chục ngụm máu. Bay ra ngoài va vào vách tường, anh ta tức giận đứng dậy hét lớn, Diệp Bắc Minh, anh có cần phải sợ bổn công tử như vậy không? Có ngon thì đừng bỏ chạy, đợi tôi bắt được anh. Đó là cái gì, a? À, anh ta còn chưa nói hết câu. Có tiếng hét thảm thiết từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Ôi mẹ ơi! Chân của Diệp Tiên Phàm sợ đến mức nhũn ra. Một con rết ma chín đầu dài hàng vạn mét. Một cái đầu rồng cắn một ông lão mặc áo đen, 8 đầu còn lại đồng loạt lao tới.
Ông lão mặc áo đen ở cảnh giới tế đạo cấp 7 ngay lập tức bị xé thành từng mảnh và nuốt chửng. A, à, đừng! Cứu mạng! Nghe thấy tiếng hét, Diệp Bắc Minh tăng tốc chạy tới khu vực an toàn rồi mới dừng lại. Bác gái à, cô đừng đi theo tôi nữa được không? Diệp Bắc Minh có vẻ khó chịu. Triệu Thanh Tuyệt cúi đầu, Diệp công tử, tôi không phải cố ý, thực xin lỗi. Lớn đến chừng này chưa từng có ai mắng cô ta như vậy. Trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân. Đừng nói nữa, đây là lần cuối cùng tôi cứu cô, nếu lại gặp nguy hiểm thì cô tự cầu may đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Nước mắt Triệu Thanh Quyết chảy dài, là lỗi của tôi, đều là do tôi đã liên lụy Diệp công tử. Tôi không nên tin rằng trong hang thần ma còn có binh khí ma đế gì đó và cũng không nên tới tìm thứ đó. Tôi cũng không nên tin rằng có bất kỳ chiếc la bàn nào có thể xác định được vị trí của binh khí ma đế. Tôi đã thông báo với người của Hỗn Nguyên Tông, họ sẽ sớm đến đón tôi, Diệp công tử, thực xin lỗi. La bàn. Dẫn đường đến vị trí của binh khí ma đế. Xoẹt. Diệp Bắc Minh quay người, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Tuyệt, Triệu cô nương, cô vừa mới nói cái gì? La bàn cái gì? Nhìn thấy Diệp Bắc Minh có hứng thú, Triệu Thanh Tuyệt vội vàng lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một chiếc la bàn màu vàng kim. Trên la bàn có khắc đầy phù văn. Trình độ điêu khắc là cực kỳ tinh tế. Hàng trăm hướng được đánh dấu. Một cây kim nổi lơ lửng được đặt ở chính giữa chiếc la bàn vàng kim. Luôn chỉ vào nơi sâu trong hang thần ma. Triệu Thanh Tuyệt nói, thứ này tên là la bàn hoàng kim, là bảo bối của Hỗn Nguyên Tông, có thể xác định được vị trí của binh khí ma đế. Thật sao? Diệp Bắc Minh vui mừng khôn xiết. Triệu Thanh Tuyệt gật đầu, Thanh Tuyệt sẽ không bao giờ nói dối Diệp công tử. Cái đó. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, khụ khụ, em gái Thanh Tuyệt. Em gái, Thanh Tuyệt. Triệu Thanh Tuyệt giật mình, trong lòng có phần không quen lắm. Vừa rồi Diệp Bắc Minh cứ luôn miệng gọi cô ta là bác gái và liên tục nói cô ta tránh xa anh ra, không hề coi cô ta là phụ nữ. Thậm chí còn không coi cô ta là một con người. Bây giờ anh lại đột nhiên đổi giọng và gọi cô ta là em gái Thanh Tuyệt. Diệp Bắc Minh cười, lộ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ, em gái Thanh Tuyệt, trước đây tôi đã cứu cô một lần, sau đó lại giúp cô thêm một lần nữa. Nhưng cô chỉ mới cho tôi hai viên tam diệu bất tử đan, vừa mới tôi lại cứu cô một lần nữa đúng không? Chẳng lẽ cô không định bày tỏ gì à? Triệu Thanh Tuyệt trịnh trọng gật đầu nói, Diệp công tử yên tâm, tôi còn có bảo bối. Diệp Bắc Minh ngắt lời cô ta, không cần, la bàn hoàng kim trong tay cô cũng không tệ. Triệu Thanh Tuyệt sửng sốt, do dự vài giây rồi đưa chiếc la bàn hoàng kim sang, Diệp công tử, chiếc la bàn hoàng kim này là bản mạng đạo binh của một người ở cảnh giới tế đạo cấp 9 của Hỗn Nguyên Tông, tôi có thể cho anh mượn. Yên tâm, về sau tôi sẽ đi Hỗn Nguyên Tông một chuyến, đích thân trả lại cho cô. Diệp Bắc Minh nhanh chóng cất la bàn hoàng kim đi. Tạm biệt. Dứt khoát và gọn gàng. Biến mất. Triệu Thanh Tuyệt sửng sốt tại chỗ, trợn mắt nhìn chằm chằm về phương hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Vừa rồi còn gọi người ta là em gái Thanh Tuyệt, sao lại rời đi chứ? Triệu Thanh Tuyệt nhếch mép. Giây tiếp theo. Vèo. Một tấm tản đồ bay tới, hãy đi theo lộ trình trên bản đồ này để đi ra ngoài, đảm bảo cô sẽ rời đi an toàn. Triệu Thanh Tuyệt cầm bản đồ trong tay. Cười nói, con người của anh cũng khá tốt. Bên kia, Diệp Bắc Minh cầm trong tay la bàn hoàng kim, tiếp tục tiến về phía sâu trong hang thần ma. Cho dù anh có điều chỉnh phương hướng trên đường đi như thế nào, chiếc kim của la bàn hoàng kim cũng chỉ vào cùng một vị trí. Tiểu tháp, chiếc la bàn hoàng kim này có tác dụng gì không? Dù nó có tác dụng hay không, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng đúng, tiếp tục đi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cùng lúc đó, ở một chỗ rộng mở trong sơn cốc. A hèm, đại nhân, tổng cộng đã mất đi 11 người, 5 người khác cơ bản đều bị thương. Ông già lưng còng phun ra một ngụm máu, run rẩy đi tới trước mặt Diệp Tiên Phàm. Quỳ một gối xuống. Sắc mặt Diệp Tiên Phàm lạnh lùng. Khóe miệng anh ta không khỏi co giật, Diệp Bắc Minh, tên khốn kiếp này. Đánh không lại bổn công tử, lại cố ý dụ con rết ma chín đầu tới đây. Nếu như anh ta lại xuất hiện ở trước mặt bổn công tử. Bổn công tử chắc chắn sẽ tự tay giết anh ta. Diệp Tiên Phàm gầm lên cực kỳ cuồng nộ. Ông già lưng còng sửng sốt. Sợ hãi nhìn về phía sau Diệp Tiên Phàm. Ông bị làm sao vậy? Diệp Tiên Phàm cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại. Đôi mắt anh ta có rút dữ dội, một bóng dáng cực kỳ quen thuộc chậm rãi bước tới. Tại sao lại câm rồi? Không phải cậu định giết tôi à?
Người tới không ai khác chính là Diệp Bắc Minh. Tôi. Trên trán Diệp Tiên Phàm lập tức toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi Diệp Bắc Minh lao tới, cú va chạm vừa rồi đã hoàn toàn nghiền nát lòng tin của anh ta. Thánh tử, tôi xin lỗi, thánh tử. Diệp Tiên Phàm hoàn toàn hoảng sợ. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ chuyển động, tiểu tháp, xem ra đã hù dọa được Diệp Tiên Phàm. Đám người của Diệp Tiên Phàm đang chặn con đường mà anh phải đi qua. Thần lực của anh vẫn khô cạn. Chỉ có thể chấp nhận mạo hiểm để thử xem. Vừa xuất hiện, anh thật sự đã khiến Diệp Tiên Phàm sợ hãi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, cẩn thận, lòng dạ của Diệp Tiên Phàm rất thâm sâu, cậu ta trực tiếp thừa nhận sai lầm, bổn tháp cảm giác được có gì đó không đúng. Yên tâm đi. Diệp Bắc Minh truyền âm. Ánh mắt anh tối sầm, anh bước từng bước một về phía Diệp Tiên Phàm, không chút đề phòng. Thần lực không hề dao động một chút nào, cực kỳ tự tin. Đồng tử của Diệp Tiên Phàm hơi co lại, căn bản không dám làm bất kỳ hành động gì, để mặc cho Diệp Bắc Minh đi tới trước mặt, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt anh ta. Bổn thánh tử đang ở trước mặt cậu, không phải cậu muốn giết chết tôi sao? Nào, ra tay đi. Bổn thánh tử sẽ không phản kháng, làm đi. Diệp Bắc Minh giang tay ra. Không hề có một chút phòng thủ nào. Diệp Tiên Phàm sợ đến dựng tóc gáy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thánh tử, tôi thật sự biết mình sai rồi, tôi chỉ không phục, muốn cho anh một bài học, sao tôi lại dám thật sự ra tay với anh? Anh tin tôi đi, loại người giống như tôi dù có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám giết thánh tử như anh. Những gì tôi vừa nói đều là những lời nói trong lúc giận dữ. Bốp! Diệp Bắc Minh tát anh ta một cái. Để lại một dấu bàn tay rõ ràng. Anh! Trong mắt Diệp Tiên Phàm tràn đầy sự tức giận, nắm chặt nắm đấm. Nào, đánh vào đây này. Diệp Bắc Minh tiến lên, dùng thái dương ấn vào nắm đấm của Diệp Tiên Phàm, mạnh lên, cố lên. Không không không. Càng như vậy thì Diệp Tiên Phàm càng sợ hãi. Cơn tức giận lập tức tiêu tan, anh ta điên cuồng lắc đầu. Thánh tử, tôi sai rồi, đây là phản ứng theo bản năng, làm sao tôi dám thật sự ra tay với thánh tử. Quỳ xuống. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Diệp Tiên Phàm không dám làm trái lại, quỳ phịch xuống đất. Diệp Bắc Minh cười nghiền ngẫm, đúng là một con chó ngoan biết nghe lời, bổn thánh tử tha thứ cho cậu thật sự không dám giết tôi. Hôm nay tâm trạng tốt, tôi tha cho cậu một lần. Lần sau gặp bổn thánh tử, cậu hãy quỳ xuống đất nói chuyện. Quay đầu và tiến sâu hơn vào hang thần ma. Trong giây lát, Diệp Tiên Phàm cảm giác được điều gì đó không đúng lắm. Với tính cách quả quyết và quyết đoán của Diệp Bắc Minh, nếu biết mình có ý định giết anh ta chắc chắn sẽ không thể buông tha cho mình dễ dàng như vậy được. Chỉ sỉ nhục một trận là xong. Đây căn bản không phải tính cách của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh. Diệp Tiên Phàm đột nhiên đứng dậy, lao vụt đến như đạn pháo và đấm ra một cú đấm với sức mạnh của cảnh giới tế đạo cấp 7. Bùm! Diệp Bắc Minh bị đánh văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Anh chật vật ngã xuống đất, lộn người một cái rồi lại đứng dậy. Nhóc con, đi mau! Diệp Bắc Minh nhanh chóng lao ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tiên Phàm sửng sốt một lát. Lập tức, sắc mặt anh ta tái xanh, điên cuồng hét lên, mẹ kiếp! Anh bị thương, anh thực sự bị thương. Ha 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 ha, tôi biết rồi, thần lực của anh có vấn đề. Anh căn bản không thể ra tay, hiện tại anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Vừa rồi chỉ là lừa gạt tôi thôi. Anh lại dám giở trò với tôi. Đôi mắt của Diệp Tiên Phàm đỏ ngầu. Anh ta gầm lên vô cùng giận dữ, đuổi theo cho tôi. Một vài bóng người còn lại nhanh chóng bay ra ngoài. Cho dù Diệp Bắc Minh dùng thúc địa thành thốn. Nhưng không sử dụng thần lực anh cũng không thể thoát khỏi Diệp Tiên Phàm đang điên cuồng. Chạy, chạy đi. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, chạy tiếp đi. Chỉ cần anh bị tôi bắt được, tôi cam đoan sẽ nghiền nát từng khúc xương của anh, bắt anh quỳ xuống đất sủa như chó. Diệp Tiên Phàm cười đến cực kỳ điên cuồng. Chết đi cho tôi. Xoẹt. Một thanh thần đao màu vàng kim bay qua không trung và chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chủ động bay ra. Treo lơ lửng trên đầu Diệp Bắc Minh, đỡ đòn tấn công này. Keng! Thanh đao màu vàng kim rội ra ngoài. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, anh thật sự không thể ra tay, chết đi. Chết đi, chết đi, Diệp Tiên Phàm không ngừng điên cuồng gầm lên. Mấy lão già các người còn chờ cái gì nữa? Đốt tinh huyết đuổi theo anh ta cho tôi. Chỉ cần bắt được tên khốn này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ máu hỗn độn. Nghe thấy ba từ máu hỗn độn. Trong mắt năm ông lão áo xám còn lại hiện lên một tia kích động. Trực tiếp đốt tinh huyết. Vèo.
năm bóng người đồng thời lao ra, chặn trước mặt Diệp Bắc Minh, thi triển lĩnh vực phép tắc. Phong tỏa không gian này. Nhóc con, đừng tiến vào lĩnh vực phép tắc, cậu không có thần lực, thật sự sẽ trở thành cá trong chậu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở. Diệp Bắc Minh vừa mới dừng lại. Ông già lưng còng cười hung hãn và lao tới, tên súc sinh, sao cậu không chạy tiếp đi? Cậu dám sỉ nhục đại nhân nhà tôi, quỳ xuống cho lão phu. Ông già lưng còng từ trên trời rơi xuống. Một chân giẫm xuống đầu Diệp Bắc Minh, cực kỳ tàn nhẫn. Cút! Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, đấm ra một cú đấm. Rắc! Dưới chân của ông già lưng còng phát ra một tiếng giòn vang, xương cốt gãy vụn tại chỗ, bị đánh bay đi. Diệp Bắc Minh bị sức mạnh bắn ngược lại, lùi về phía sau mấy chục bước, trước ngực cảm giác được một cơn nóng thiêu đốt. Cộng thêm một chưởng vừa rồi của Diệp Tiên Phàm, khí huyết dâng trào. Phụt! Lại phun ra một ngụm máu. Ông già lưng còng nhìn thấy cảnh này thì bật cười, ha ha ha. Đại nhân, ngài có thấy không? Lão nô chỉ bị gãy một chân, bị thương nhẹ thôi. Nếu như thể chất hỗn độn ở thời kỳ mạnh nhất, lão nô nhất định sẽ bị một quyền này biến thành xương máu. Diệp Tiên Phàm lạnh lùng đi tới, lát nữa tôi sẽ thưởng cho ông một bình máu hỗn độn. Cảm ơn đại nhân. Ông già lưng còng không để ý đến cơn đau, hưng phấn quỳ xuống đất. Diệp Bắc Minh, anh không còn đường để trốn thoát. Diệp Tiên Phàm cười xấu xa. Vậy sao? Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Chỉ một ý nghĩ, một đan dược xuất hiện trong tay anh. Tam Diệu Bất Tử Đan. Nó có thể khôi phục sức mạnh ngay lập tức và duy trì trong một canh giờ, sau đó sẽ yếu đi trong 3 ngày 3 đêm. Trực tiếp nuốt vào. Bù. Một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ giống như sóng thần, tụ tập đến từ 4 phương 8 hướng, đột nhiên đi vào đan điền của Diệp Bắc Minh. Thần lực bị hao tổn đã được phục hồi ngay lập tức. Chỉ dựa vào các người mà cũng có thể ngăn cản tôi. Huyết Long, đi ra. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, nhảy lên không trung. Một con huyết long khổng lồ gần như hòa làm một với anh, trực tiếp lao ra. Rầm, 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 rầm. 5 người cảnh giới tế đạo chặn anh đều bị đánh tan xác trong vòng 1 giây. Xương máu nở rộ. Làm sao có thể? Diệp Tiên Phàm sợ hãi đến ngây người. Đã bình phục, anh ta đã bình phục. Ông già lưng còng sợ hãi đến quỳ xuống đất, điên cuồng quỳ lạy, thánh tử tha mạng. A, à, thánh tử tha mạng. Diệp Bắc Minh đứng trên hư không, Diệp Tiên Phàm, cậu đáng chết. Sắp ra tay. Phía sau anh. Diệp Tiên Phàm sợ hãi há miệng, chỉ về phía sau Diệp Bắc Minh. Nhóc con, cẩn thận. Âm thanh của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gần như vang lên cùng lúc. Trong nháy mắt khi Diệp Bắc Minh vừa quay người lại, trước mắt anh hoàn toàn là một màu đen, chỉ có vô số gió tanh thổi vào mặt anh. Xung quanh cơ thể dường như có vô số hàm răng sắc nhọn. Đây là, ở trong miệng à? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Diệp Bắc Minh. Xung quanh lập tức khép lại. A, a, a. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Tiên Phàm gần như sợ hãi đến choáng váng. Anh ta lăn lộn bò cằn như một con chó điên, chạy về phía bên ngoài hang thần ma. Đại nhân, chờ tôi. Ông già lưng cong không tự chủ được đại tiểu tiện, chạy trốn theo sau. Diệp Quỳnh dẫn theo 6 ông lão vừa bước vào tầng bên trong của hang thần ma, nhìn thấy Diệp Tiên Phàm đang kinh hoàng lao ra. Diệp Tiên Phàm, cậu có nhìn thấy Diệp Bắc Minh không? Chết, anh ta đã chết. Đầu óc Diệp Tiên Phàm rối bời, điên cuồng lắc đầu, ăn, anh ta đã bị nuốt trọn trong một miếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.